Chương 611, Thiên hạ chấn động, trừ ma anh hùng, tiêu thiên hữu. Thần đô chấn động. Chật tin tức liền đã quét sạch thiên hạ, tạo thành thiên hạ chấn động. Đậu thái sư đơn thương độc mã xuôi nam Càng Châu, lúc này mới mấy ngày, vậy mà liền chém giết hợp hoang tông tông chủ, diệt đại nhật tông tông chủ, dạng này chiến tích, có thể nói là vô cùng kinh người. Cho dù là trước đây không lâu ba lăng sơn nhất chiến, đậu thái sư đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả, lấy phàm tục chi thân nghịch phạt thần ma, bây giờ chết chỉ là hai đại tông chủ, vẫn còn phàm tục tầng thứ, không tính là thần ma. Có thể đây là cửu đại thượng tông A, bọn hắn cũng đều có thần binh, cũng là thần ma chiến lực. Tại hướng 10 năm trước, cái này không cần nói chết một người, liền xem như một người trong đó dẫn theo thần binh rời đi tông môn, cũng sẽ là oanh động thiên hạ đại sự, sẽ dẫn tới khắp nơi sợ hãi, thiên hạ chấn sợ. Có thể từ khi đậu thái sư xuất thế về sau, liên tiếp làm xuống một hệ liệt đại sự, mấy năm trước còn đỡ một ít, đậu thái sư thực lực không mạnh, làm xuống đại sự cứ việc oanh động, vẫn còn bọn họ lý giải phạm vi bên trong nhưng trong hai năm qua bọn họ đã xem không hiểu không phải thần ma tử vong cũng là số lượng lớn tông chủ tử vong lần trước ba lăng sơn chi chiến đã có nga mi phái hủy diệt vạn pháp tông cùng đại nhật tông tông chủ tử vong mà lần này vậy mà lại chết hai vị số lượng lớn tông chủ hợp hoang tông cùng đại nhật tông toàn bộ đều là võ đạo số lượng lớn đứng hàng cửu đại thượng tông cái này một vị ra chuyện đều là đại sự mà bây giờ trực tiếp chết hai vị nhất là đại nhật tông tông chủ chết đi quả thực như là một loại trò đùa phải biết đời trước đại nhật tông tông chủ mới chết bao lâu mới hạ táng hài cốt chưa lạnh a à, cái này mới đảm nhiệm tông chủ cũng đã chết ngụy vương báo nhìn lấy truyền đưa tới tin tức giờ phút này không khỏi cảm thán nói đen đầu thái sư quá đen vị tiền bối kia cũng đen quá đen ngụy vương báo không có chỉ mặt gọi tên cũng không giống như là tiêu thiên hữu bọn họ không kiên nể gì cả bây giờ ám vương đã chứng đạo thần ma cũng không biết ngưng tụ không có ngưng tụ thần thoại truyền thuyết chỉ cần nhắc đến tương quan tên liền sẽ có lấy cảm ứng. Ngụy Vương báo không biết nội tình, tự nhiên là có được cố kỵ, bất quá liền xem như không có ngân tụ, thần thoại truyền thuyết, Ngụy Vương báo cũng là sẽ không, ám vương đã chứng đạo thần ma, đương nhiên phải có lòng kính sợ. Muốn là sớm 3 năm năm, Ngụy Vương báo tuyệt đối sẽ không có ý tưởng này, nhưng đi qua mấy năm này hiện thực đánh đập, Ngụy Vương báo đã không có trước kia ngạo khí, cái kia sư đồ hai người thật sự là quá đen. Còn lại tạm thời lại không đề cập tới, chỉ là lần này đại nhật tông tông chủ chết đi, khẳng định là ám vương trả thù ám vương thần ma trở đạo trong đó chi tiết đã bạo lộ ra ngụy vương báo tự nhiên cũng biết là từ đại nhật tông tông chủ tay cầm đại nhật kinh thần xích tiến đến ngăn cản đại nhật tông tông chủ cho ám vương một thước tại chỗ ám vương không nói gì thêm có thể hiện nay xem ra đại nhật tông tông chủ đã bị ám vương cho hận lên vừa mới qua đi thời gian bao lâu a à? cẩn thận tính toán coi là thần ma yến sau khi kết thúc đầu thái sư liền bắt đầu xuôi nam sau đó thì phát sinh chuyện này trước trước sau sau cũng chính là tổ chức thần ma yến chậm trễ công phu Trả thù thật sự là quá nhanh, quá mãnh liệt. Một vị đại tông chi chủ, thần binh chấp chưởng giả, 10 ngày đều không tháng trụ liền chết. Quá thảm rồi. Đại Nhật tông cùng Vạn Pháp tông đã bị Đậu Thái sư chơi hỏng. Tuần tự liên tục tử vong hai đời người, tiền đồ tương lai đáng lo a. À. Ngụy Vương Báo cũng có may mắn, lúc trước kém một chút bị Đậu Trường Sinh đánh chết, may mắn việc của mình sau không có bất kỳ cái gì phàn nàn, cái này một cái thiệt thòi tự nhận xui xẻo. Không phải vậy sợ là Đậu Thái sư trả thù, cũng đem chính mình tính toán tiến vào nhìn xem cái kia hợp hoang tông cùng đại nhật tông liền biết bọn họ có bao nhiêu thảm rồi thảo ngụy vương báo thầm mắng một câu may mắn biến mất vô ảnh vô tung người đã phẫn nộ chính mình hảo ý cho đậu trường sinh trợ quyền tương trợ đậu trường sinh một chút sức lực mà đậu trường sinh kém một chút đánh chết chính mình chính mình lại còn may mắn không chết còn không oán niệm đậu trường sinh đây không phải đại oan chủng sao cái gì thời điểm chính mình phòng tuyến cuối cùng thấp như vậy vậy mà sinh ra loại này ý nghĩ Ngụy Vương báo thẹn quá thành giận mắng một câu sau. Tiếp tục quan sát trong tay tình báo, nhưng là đúng Tiêu Thiên Hữu vị này để thập đại thiên ma, không khỏi hiện ra vẻ kính nể. Tiêu Thiên Hữu cứ việc lần này lại thất bại, không thành công giết chết đậu trường sinh, sau cùng chỉ có thể chật vật mà chạy, có thể Tiêu Thiên Hữu can đảm lắm. Đây là lần thứ hai, vẫn là lần thứ ba đối đậu trường sinh hạ thủ. Ngụy Vương báo cũng quên đi, nhưng khẳng định là không phải lần đầu tiên mà Tiêu Thiên Hữu mỗi một lần đều có thể sống sót, cái này đã đã chứng minh Tiêu Thiên Hữu bản sự, thật sự không hổ có thể ngựa đạp hồ mang vương đình đương thế danh tướng tiêu thiên hữu văn võ song toàn cũng là một vị nhân vật lợi hại đây là cho đến tận này có thể tự đầu thái sư trong tay đào thoát tánh mạng nhân vật thật sự là lợi hại ngụy vương báo không khỏi hiện ra kính ngưỡng chi sắc nương theo lấy đậu thái sư thực lực càng ngày càng khoa trương có thể tự đậu thái sư nơi này bảo mệnh người tự nhiên cũng liền càng lợi hại ngụy vương báo nhịn không được lại tán thưởng tiêu thiên hữu một tiếng giang nam thần thủy cung Giao tinh kinh ngạc nhìn lên trước mặt cái này một phần tình báo, quả thực không thể tin được, một mực bị xem như tâm phúc chi hoạn hợp hoang tông, vậy mà liền dễ dàng như vậy thì bại vong. Dù là hợp hoang tông thế lực vẫn còn, có thể hợp hoang tông đến đón lấy liền muốn nên đón đậu trường sinh điên cùng vây quét, có hợp hoang phu nhân lúc, hợp hoang tông đều gánh không được, đã mất đi hợp hoang phu nhân về sau, hợp hoang tông xuống tràn có thể nghĩ. Nhất là đậu trường sinh có thể mượn đại chu, âm cực tông chờ cùng nhiều phương diện lực lượng, lừng lẫy nhất thời hợp hoang tông, thì muốn như vậy diệt vong, cái này không khỏi để giao tinh cảm giác được không chân thực, cùng thì nội tâm cũng là siết chặt. Lần trước đậu trường sinh mời chính mình cùng một chỗ đối hợp hoang tông ra tay, bây giờ đậu trường sinh chính mình thì làm, chính mình không có thực hiện hứa hẹn, có thể hay không treo chọc đến đậu trường sinh bất mãn. Hiện tại giao tinh đối đậu trường sinh đã có e ngại, bắt nguồn từ lần trước ba lăng sơn chi chiến, cụ thể hơn một số là đến tiếp sau cái kia mũi tên bắn sùng sơn cử động, đậu trường sinh thật sự là quá điên cuồng. Tên điên không đáng sợ, đáng sợ là thực lực mạnh tên điên ánh mắt không khỏi di động, nhìn về phía lười nhát nằm lão tổ tông, giao tinh nội tâm lúc này mới nhất an. Bây giờ lão tổ tông đã tự Nam Sơn trở về, lấy lão tổ tông tính cách đến đón lấy không sẽ rời đi, thần thủy cung có lão tổ tông tự mình tỏa trấn, đầu trường sinh liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng muốn cân nhắc một chút. Tương thủy thần nữ vẻ oải nói, lại đã xảy ra chuyện gì? Đưa tay ở giữa giao tinh trong lòng bàn tay tình báo, đã rơi vào đến tương thủy thần nữ trong tay, tương thủy thần nữ ánh mắt quét qua, trực tiếp đem tình báo quăng ra, lại lấy ra một cái ngọc giảng quan sát, đây mới là thần ma tầng thứ tình báo, kinh dị mở miệng nói, vốn cho rằng vạn pháp đạo nhân đã đầy đủ thảm rồi, nghĩ không ra lửa hút nhật thảm hại hơn. Vạn pháp tông bị tuần tự đâm lưng, vậy cũng được xưng tụng có thể thông cảm được, ai bảo tôn Nga mi lão già kia không biết xấu hổ, nhưng lúc này đây đại nhật tông lại chết một tên tông chủ, ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Một tên phàm tục tông chủ, chết thì cũng đã chết rồi, lữ hút nhật sẽ không quá quan tâm, có thể hết lần này tới lần khác chết thời cơ không đúng khoảng cách lần trước thần ma trở đạo lúc này mới bao lâu? Còn chưa tới 10 ngày đâu. Đại biểu cho Lữ Húc Nhật Đại Nhật Tông Tông Chủ, liền đã thân tử đạo tiêu. Ám Vương Giết là Đại Nhật Tông Tông Chủ, có thể rơi chính là Lữ Húc Nhật thể diện, cái kia gia hỏa ta quen thuộc nhất, cũng là tốt mặt người. Lần này sợ là muốn nổi sóng. Giao tinh không khỏi kinh ngạc nói, Ám Vương tiền bối hành sự ổn trọng, vừa mới tấn thăng thần ma, liền trực tiếp khiêu khích Lữ Húc Nhật tiền bối, cái này không bình thường a. À? Tương Thủy thần nữ cười lạnh nói, đương nhiên không bình thường, đây nhất định không phải ám vương làm. Tiểu gia hỏa kia thế nhưng là tiết mệnh vô cùng, vì không bại lộ chính mình chân thân tình huống, thậm chí là liên tục tăng lên thăng thần ma về sau, liền một trận yến hội cũng không dám tổ chức, chính là sợ đến lúc đó xấu hổ, chân thân tới đón tiếp bại lộ nội tình, không phải chân thân, sẽ đắc tội người tham dự. Thà rằng như vậy, không bằng không thỉnh thần ma đến ăn mừng. Cho ám vương 10 cái lá gan, ám vương cũng không dám khiêu khích lữ hút nhật, đi rút lữ hút nhật trâu hùng. Trong thiên hạ tiên thiên thần ma không ít, có thể một tôn tiên thiên thần ma trong tay lại có tiên thiên thần binh người lại có mấy người. Lữ hút nhật chủ tu hút nhật đông thăng đồ, tính tình bá tuyệt, đã nói là làm, danh tiếng cũng không phải rất tốt, làm việc phi thường cao điều, qua nhiều năm như vậy mai danh ẩn tích, tên không nổi danh, còn không phải thu được một cuốn thiên đế xuất tuần đồ, ngày đêm bắt đầu quan sát. Hắn giả tâm bừng bừng, rõ rành rành. Dạng này người làm sao có thể chịu được có người khiêu khích chính mình. Đệ thập đại thiên ma cũng là có bản lĩnh, kế thừa đệ cửu thiên ma nội tình, đối thần ma đã tương đối quen thuộc, đã suy nghĩ thấu lữ hút nhật tính cách, lần này cho dù là lữ hút nhật biết không phải là ám vương làm, nhưng y nguyên sẽ đối với ám vương ra tay. Lữ hút nhật là chính đạo, ám vương là ma đạo, xuất thủ giáo huấn ám vương một lần, tìm không ra nửa cái tật xấu tới. Giao tinh không khỏi nói, cái kia tiêu thiên hữu đâu? Vị này kẻ cầm đầu đâu? Tương thủy thần nữ chậm rãi ngồi xuống, đưa thay sờ sờ giao tinh đầu, thở dài mở miệng nói, đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi, cũng không biết là đúng hay sai. Vốn là lấy thiên tư của ngươi, tiêu giao hơn 200 năm thì là cực hạn, ta chuẩn bị cho ngươi một viên thần ma đại đang kéo dài tuổi thọ, có thể đủ nhiều sống một số năm, vốn là cái này là biện pháp tốt nhất. Có thể không ai từng nghĩ tới vạn tộc cục thế đại biến, thương tộc không kiên nể gì cả, đã móc rỗng ảnh tộc, đưa tới vạn tộc kiên kỵ, vạn tộc thảo phạt bắt buộc phải làm. Lấy thương tộc thể lượng, bất luận là thổ địa, thần binh, tư nguyên chờ một chút, toàn bộ đều có thể đổi lấy đạo nguyên. Tầm thường thần ma muốn thu hoạch được một phần đạo nguyên khó khăn nhất định phải lập xuống đại công nhưng đối với ta mà nói cái này rất đơn giản chỉ cần ta mời ra hiên viên kiếm đi lần trước thảo phạt thương tộc chi chiến một phần đạo nguyên là không thiếu được những người khác cũng sẽ không có lời oán giận tương thủy thần nữ cười lạnh nói bọn họ nếu là có ý nghĩ liền đi nhân tổ miếu nhìn xem hiên viên kiếm có nhận bọn hắn hay không bất quá ta là không sẽ làm như vậy hiên viên kiếm là nhân tộc nội tình không thể kinh động bất quá không có hiên viên kiếm thu hoạch được một phần đạo nguyên cũng không khó phương pháp có không ít đơn giản nhất cũng là tìm tiên tề lúc trước ta chống đỡ hắn thượng vị có thể một mực không có sở cầu bất luận cái gì hồi báo hiện nay coi như hắn công việc quan trọng chính cũng nhất định phải cho ta nghĩ ra một cái biện pháp tới làm một phần đạo nguyên đến còn muốn ngăn chặn những người khác đáng nghi thương tộc cơ hội khó được cơ hội đông đảo nhưng hôm nay để cho ta chần chờ là ta đối với ngươi bảo hộ quá tốt rồi không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn trời xuất hiện nhiều như vậy biến hóa tự đậu trường sinh sau khi xuất đạo thiên địa này một ngày biến đổi hiện nay đã là mưa gió muốn tới đại kiếp sắp tới vạn tộc tranh bá cho dù là cường như thần ma cũng không có khả năng tại cao cao tại thượng trước kia chết một tôn thần ma đều là chấn động vạn tộc đại sự trước đó không lâu ba xà chết rồi vạn tộc phản ứng không lớn cũng là bởi vì gần nhất chết thần ma nhiều lắm thương tộc đều đã chết một tôn tiên thiên thần ma phổ thông thần ma lại được cho cái gì cũng chỉ có thân tộc mới có phản ứng bây giờ ngươi không có lịch luyện ra đến liền xem như thu hoạch được một phần đạo nguyên thế nhưng phải hoàn thành đại thiên mệnh không có đạo nguyên chi tranh những người khác sẽ không ngăn cản ngươi có thể chính ngươi cửa này khổ sở thậm chí là thần thủy cung hòa hợp êm thấm cũng lại bởi vậy sinh biến ngươi đem sẽ trở thành các nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ngóng nhìn ngươi thất bại tốt làm cho các nàng cũng có sử dụng đạo nguyên chứng đạo cơ hội cha mẹ ngươi là cố nhân của ta tuy nhiên bọn họ xuất thân không cao nhưng đối với ta xúc động cực lớn để cho ta minh ngộ tự mình cái này một phần ân tình bảo vệ ngươi cả đời không lo không đủ hoàn lại có thể ta chần chờ ngươi không chứng đạo còn có thể sống mấy trăm năm muốn là lựa chọn chứng đạo không phải thành tức tử tương thủy thần nữ thở dài nói ngươi kém xa tiêu thiên hữu tiêu thiên hữu nhìn ra đệ cửu thiên ma sẽ chết bảo vệ hắn mới sẽ như vậy không kiên nể gì cả muốn là đệ cửu thiên ma khó giữ được hắn cùng lắm thì cũng là một chết bây giờ hắn bị đệ cửu thiên ma xem như thế thân phải thừa kế thiên ma bia hết thảy đã lâm vào đầm lầy bên trong muốn là bó tay bó chân khắp nơi nhường nhịn đệ cửu thiên ma như vậy tương lai lại không thoát kiếp khả năng, chỉ có dạng này đi dò xét đệ cửu thiên ma, mới có thể cho mình tranh thủ đến cơ hội. Tiêu thiên hữu dám đổ mệnh, đệ cửu thiên ma sau khi thấy được không những không giận, ngược lại sẽ mừng rỡ, bởi vì dạng này tiêu thiên hữu, mới có thể chứng đạo thần ma, cho nên lữ hút nhật lại như thế nào. Chỉ cần có thể để tiêu thiên hữu kế thừa thiên ma bia, đệ cửu thiên ma chém tới trói buộc, liền có thể nghịch phản tiên thiên, trở thành một tôn tiên thiên thần ma, liên quan đến chính mình đạo đồ, đệ cửu thiên ma cái gì đều làm được thật đơn giản một lần hành động tiêu thiên hữu đã đạt thành không ít mục đích mà dù là như thế tiêu thiên hữu đều không nhất định chứng đạo thần ma ngươi liền hắn ba thành bản sự đều không có thật sự là khiến người ta khó xử tương thủy thần nữ lời nói nhất chuyển nói tiêu thiên hữu đã tính toán lợi hại có thể cái này đệ nhất hắn cũng không phải là kiệt xuất nhất đậu trường sinh tại phía xa trên đó lần trước trường sinh cốc làm việc không tệ chủ động ngăn lại ngươi ngươi không có đi yêu tộc không biết đậu trường sinh tại yêu tộc lúc lợi hại đối mặt yêu tộc đông đảo tiên thiên thần ma vô số thần ma vần quanh cũng là mặt không đổi sắc càng là có can đảm cùng yêu tộc đánh cược cũng là một cái không muốn mạng tên điên loại này người chỉ cần bất tử tương lai thành tựu vô hạn ngươi đi tranh giành chứng đạo hy vọng quá xa vời không bằng ôm bắp đùi đi ngươi đi cùng đậu trường sinh nói được rồi ta tự mình ra mặt trò chuyện với nhau không phải vậy hắn sẽ đem ngươi ăn lau sạch sẽ ngươi còn muốn vì hắn kiếm tiền đâu ta vì ngươi tranh giành một cơ hội có thể thành công hay không liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi ân tình. Chương 612, giao tin phía trên có người, có thể được đạo nguyên sao? Vô sĩ bại loại. Vậy mà trở thành anh hùng. Đậu trường sinh đứng tại bông thuyền phía trên, ngân phong cầm lấy một phần tình báo, giờ phút này sắc mặt không tốt, trong tay hơi hơi dùng lực, đã đem trang giấy nắm biến hình, đó cũng không phải tình báo, mà chính là liên quan tới đại trạch gian nhất chiến thảo luận. Trừ ma anh hùng bốn chữ, có thể nói là vô cùng chướng mắt. Bị xem như ma đầu, chuyện này đậu trường sinh tập mãi thành thói quen, thế nhưng tiêu thiên hữu cũng không phải vật gì tốt a à. phải biết tiêu thiên hữu xuất thân cửu u minh giáo đây cũng là ma đạo bây giờ càng là thiên ma tông tông chủ đệ thập đại thiên ma cũng là hàng thật giá thật đại ma đầu lần này tổn hại sự tình trên cơ bản đều là tiêu thiên hữu làm có thể kết quả cuối cùng đến tốt tiêu thiên hữu vậy mà trở thành trừ ma anh hùng trừ ma hai chữ thật sự là quá chói mắt xuất hiện cái này một loại tình huống chỉ là tiêu thiên hữu sức một mình đó cũng là không cách nào tả hữu dù sao tiêu thiên hữu cũng không có mạnh đến trong một ý niệm xuyên tạc thiên hạ nhân tâm cấp độ, sẽ xuất hiện cái này một loại tình huống, chỉ có thể nói rõ một việc, thiên hạ đối với mình hiểu lầm quá sâu. Cho dù là cùng là ma đầu, nhưng Tiêu Thiên Hữu muốn là cùng mình đối nghịch, đều có thể tẩy trắng. Đậu Trường sinh hiện ra đủ loại không cam lòng suy nghĩ, cho dù là biết khí cũng bạch khí, bởi vì lần này không ai hắc, nhưng vẫn là không cam tâm. Muốn tẩy trắng lên bờ, vì cái gì cứ như vậy khó? Nhất định còn có biện pháp. Tuyệt đối không thể nằm ngửa đậu trường sinh mày nhăn lại, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên, chợt liền ý thức được điểm mấu chốt. Chính mình khuyết thiếu phát ra tiếng con đường, cho tới nay đều là thiên cơ báo hắc chính mình, mà chính mình căn bản không thể nào giải thích, cho nên thiên cơ báo nói cái gì, thiên hạ liền tin cái gì. Tại cái tin này bế tắc niên đại bên trong, giấy báo đương nhiên là thần thánh, cũng là duy nhất hiểu rõ tin tức con đường. Không giống như là chính mình ở kiếp trước truyền thống trang giấy giấy báo, đã đã mất đi hắn thống trị địa vị. Muốn là ở kiếp trước liền tốt, lễ nhạc sụp đổ, cười nghèo không cười kỹ nữ tin tưởng mình khẳng định có thể thành vì thiên hạ người tôn sùng đối tượng không đúng kém một chút lượng quanh trong khe đi chính mình là người tốt a đậu trường sinh biết đến đón lấy nên làm như thế nào đại chu cũng là có giấy báo cứ việc phát hành lượng không cách nào cùng thiên cơ báo so nhất là ra nhân cảnh về sau càng là lượng tiêu thụ thảm đạm đi thẳng đến có thể không nhìn cấp độ nhưng tại đại chu cảnh nội bên trong mượn nhờ triều đình cái này quan phủ cơ cấu lượng tiêu thụ cũng là rất khả quan hoàn toàn có thể nhờ vào đó bắt đầu tẩy trắng chính mình, trước lập nhân thiết lập, sau đó không ngừng thổi phòng, ngày ngày xuống tới, chung quy là có người sẽ tin tưởng, trong thiên hạ phần lớn người đều thiếu khuyết độc lập năng lực suy tư, chỉ cần thổi phòng cường độ cũng đủ lớn, lần thứ nhất bọn họ không tin, sau lần thứ hai, thứ ba, bọn họ thì sẽ bắt đầu hoài nghi, bán tính bán nghi, 10 lần 8 lần sau thì sẽ tụ tập một bộ phận tử trung. Chính mình hậu thế tuy nhiên không phải từ nghiệp truyền thông hành nghiệp, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy sao lấy chính mình vượt qua thời đại ánh mắt, đánh thiên cơ báo, há không mỹ quá thay. Đây chính là muốn sao bất luận cái gì trả thù tới đều đã nghiền. Để thiên cơ lão nhân cũng uống chính mình nước rửa chân. Đậu trường sinh chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng thì không khỏi mừng rỡ. Buồn bực tâm tình quét sạch sành xanh, trở lại thần đô sau liền có thể chuẩn bị. Tâm tình thật tốt phía dưới, đậu trường sinh nhấc mắt nhìn đi trên mặt sông cảnh sắc, lần này tự càng châu trở lại thần đô, không giống như là đến thời điểm đơn thương độc mã, cho nên tốc độ thật nhanh, trở về đã mang tới hoa trường phương, còn có tôn châu mục. Nhất là tôn châu mục, vợ con già trẻ còn có lão bộc, đây chính là cả một nhà người, cho nên trước đi đường thủy đi thuyền mà đi. Thái sư cái này vũ khí không đúng. Tôn châu mục vội vàng đi tới, đi vào đậu trường sinh bên cạnh về sau, cũng không đoái hoài tới hành lễ, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước một chỉ nói, hạ quan xuất thân bột hải, tại Càng Châu làm quan nhiều năm, không dám nói lâu dài tại Giang Hà phía trên kiếm ăn, nhưng cũng đối Giang Hà cực kỳ rõ ràng. Trước mắt cái này một cái mùa vụ, còn có thời tiết này, đều không phải là nổi sương mù thời điểm. Nhất là cái này vũ khí khí thế hung hung, thật sự là quá nhanh, không phải là thiên địa tự nhiên sinh ra, sợ là có người tại phía trước bố trí xuống đại trận, hoặc là chủ động nhất lên vân vụ. Kẻ đến không thiện a. À. Tôn Châu một ánh mắt sầu lo, người cũng so với vì bắt đầu thấp thỏm không yên, cho dù là đồng hành là đậu thái sư. Lấy đậu thái sư thiên hạ vô địch thực lực, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể nhân tâm, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chính mình cả nhà người đều trên thuyền đây liền xem như người đến không phải đậu thái sư đối thủ, có dám tại chủ động khiêu khích đậu thái sư, cái kia tất nhiên là thần ma chiến lực, bọn họ song phương giao thủ về sau, chỉ là dư âm cũng đủ để cho bọn họ thịt nát xương tan, đây mới là tôn châu mục sở nhất địa phương. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai họa. Thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống một câu, bây giờ cũng là chân thật nhất khắc họa. Đậu trường sinh nhìn qua phía trước vũ khí, không cần tôn châu mục nhắc nhở, liền đã nhìn ra không đúng tới, cái này vũ khí xuất hiện quá nhanh, phía trên một cái hô hấp trước, phía trước tầm mắt rộng lớn, sau một khắc cũng là sương mù che trời, và thiên tế nhật, biết nhìn lại mông lung, căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Mà cái này vũ khí chính đang không ngừng hướng về chính mình lan tràn tới, dự tính tại 3 năm cái hô hấp về sau, bọn họ đem về ở vào trong sương mù, đến lúc đó đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng nhìn không thấy. Thần mục thất ngôn chú, mở. Đậu trường sinh một đôi mắt bên trong, bắt đầu không ngừng tràn ngập ra quan mang, sau cùng hai đạo ánh sáng chói lóa, đã trong nháy mắt bạo phát, xông về nơi xa mê vụ phía trước lọt vào trong tầm mắt thấy màu trắng bên mông đều là vũ khí cái này khiến đậu trường sinh giật nảy cả mình bởi vì thần mục thất ngôn chú vậy mà không có có hiệu quả phải biết đây là một bộ thần ma tầng thứ bí thuật từ khi đậu trường sinh học được về sau vì đậu trường sinh mang đến không ít thuận tiện cho dù là tại phúc địa ác liệt hoàn cảnh bên trong đậu trường sinh đều có thể ỷ vào có thể hiện nay một chút hiệu quả không có đậu trường sinh giật mình đồng thời nhưng cũng là yên tâm đối với một bên tôn châu mục nói ngừng thuyền an tâm chờ đợi chờ ta trở lại lại đi muốn là tại vạn tộc bên trong đậu trường sinh nhất định là hoài nghi có thần ma đến chẳng giết chính mình nhưng hiện tại nơi này là nhân cảnh như vậy xuất hiện cái này một loại tình huống chỉ có thể nói rõ có thần ma muốn thấy mình đậu trường sinh hướng về phía trước đi đến thuận thế hỏi thăm nói cái này là nơi nào địa giới tôn châu mục suy tư một hai lúc này mới lên tiếng trả lời nói tương thủy đậu trường sinh càng an lòng tuy nhiên ở vào nhân cảnh bên trong thần ma sẽ không xuống tay với chính mình nhưng muốn là một tôn lạ lẫm thần ma đậu trường sinh cũng đoán không ra tâm tư của đối phương có thể đổi thành tương thủy thần nữ thì lại khác vị này đậu trường sinh tại yêu tộc lúc nhìn thấy qua cứ việc quan hệ không tốt có thể đến cùng có gặp mặt một lần nhất là đối mới biết mình cùng tiện nghi đại ca quan hệ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật cũng sẽ không quá khó vì mình đúng vậy đậu trường sinh đánh giá lần này tương thủy thần nữ chủ động cản chính mình sợ là bởi vì thần thủy cung sự tình chính mình cứ việc không có đối thần thủy cung ra tay nhưng lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển ai biết các nàng nghĩ như thế nào. Khó vì chính mình một chút, cũng không phải là không được. Đối với cái này đậu trường sinh có thể tiếp nhận, chỉ nếu không có ai trông thấy, ai biết ta đậu trường sinh tổn hại thể diện. Như lần này tiêu thiên hữu một dạng, liên tục lật đâm lưng, sau cùng vậy mà trở thành trừ ma anh hùng, đối đậu trường sinh ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đậu trường sinh chủ động đi vào trong sương mù, vũ khí không ngừng lăn lộn, giống như một đầu chân long du tẩu, một con đường một cách tự nhiên xuất hiện, cái này khiến đậu trường sinh tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, theo một đầu vũ khí tránh đi con đường, đậu trường sinh ước chừng đi một phút thời gian, liền đi tới một chỗ trong hồ đảo. Mái công đấu giác trong lương đình, tương thủy thần nữ chính ngồi chồng hỗn tại một trương cổ cầm sao. Tương thủy thần nữ ước chừng 16-17 tuổi bề ngoài, một thân thanh sam, da thịt trắng hơn tuyết, một bên thần thủy cung cung chủ giao tinh, giống như một tên nha hoàng giống như, chính đứng hầu tại tương thủy thần nữ bên cạnh. Đậu trường sinh trông thấy cái này một bộ tư thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, đi tới gần sau dẫn đầu cúi đầu nói, tiền bối cho gọi không biết có gì phân phó chỉ cần trường sinh có thể làm được cứ mở miệng phân phó tương thủy thần nữ ngón tay trắng nõn đã đè xuống dây đàn vốn là rung động dây đàn lập tức tỉnh lại ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đậu trường sinh giống như cười mà không phải cười nói đem cửu u đao lưu lại đi món này thần binh ngươi có cũng làm được tương thủy thần nữ cũng không đợi đậu trường sinh có phản ứng thuận thế tiếp tục nói về sau không nên nói nữa cái này một số lời nói dối lời nói suông ngươi có thể đối với những khác người nói ta chỗ này không làm được con người của ta rất dễ dàng tin tưởng người ngươi nếu là thật nói như vậy ta khả năng thì thật tin đậu trường sinh tâm duyệt thành phục nói tiền bối nói rất đúng thực lực ngươi mạnh nói cái gì đều đúng đậu trường sinh cũng không có cái gì không kiêu ngạo không tự ti ý nghĩ cũng không phải sinh ra vào chỗ với thiên phía trên ở kiếp trước vì lấy một cái công tác còn không phải mỗi ngày cười bồi một thế này vừa vượt qua trận kia nhìn thấy hoàng đế còn không phải thành thành thật thật quỳ xuống nhưng hôm nay không chút nào ảnh hưởng chính mình mắng hắn. Tương thủy thần nữ lắc đầu nói, thiên hạ đều truyền, ngươi đậu trường sinh diễn kỹ tinh xảo, thiên hạ vô song. Bây giờ ngươi vẽ mặt này quá giả, bất quá chính sự quan trọng, cái này một số râu ri không đáng kể, bây giờ thì không tất yếu nói. Tương thủy thần nữ tuy nhiên dạng này mở miệng, có thể sau cùng lại dặn dò một câu nói, tuy nhiên ngươi nói là giả, có thể chỉ cần diễn kỹ tốt, ta cũng tưởng thật. Không muốn cầm cái này kéo khố diễn kỹ, ta nhìn cũng khó chịu. Đậu trường sinh tê, nữ nhân này thật khó hầu hạ, bắt đầu phát huy vạn ngôn vạn làm, không bằng một lặng yên. Tương thủy thần nữ đưa tay hướng về một bên giao tinh một chỉ nói, đây là ta cố nhân đời sau, tuy nhiên hơi có không đủ, nhưng thắng ở phía trên có người. Có thể được một phần đạo nguyên sao? Đậu trường sinh không chút do dự gật đầu nói, có thể. Ngươi đều không muốn mặt nói ra phía trên có người, chính mình còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói không được? Cái này chẳng phải là tìm cho mình không được tự nhiên. Tương thủy thần nữ rất hài lòng gật đầu nói, long môn đem mở, cái này bí ẩn trong đó tự nhiên không cần nói chuyện nhiều, ngươi là người trong cuộc, so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ nói một chút long môn mở ra sau tình huống. Đến lúc đó đại chiến bạo phát về sau, đây nhất định gây nên phản ứng dây chuyền, đối phó không chỉ là long tộc, còn có long tộc đồng minh. Ngũ tộc liên minh đại đa số là một cái bài trí, nhưng có cái này một cái gia hổ tại, vẫn là rất dọa người, người nào cũng không thế không nhìn. Yêu tộc, hồ mang, linh tộc, phượng hoàng, cái này bốn tộc muốn là tiếp viện long tộc, đối với chúng ta như vậy thì vô cùng ác liệt. Cho nên không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, cái này đã định trước sẽ tạo thành chiến quả giảm mạnh, sau cùng phải trả cái giá nặng nề. Ngươi hiểu chưa? Đậu trường sinh thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói, tiền bối nói không sai. Lần này khó khăn nhất không phải long tộc, mà chính là ngũ tộc liên minh viện trợ, hồ mang ở vào phương Bắc, yêu tộc ở vào phương Nam, nếu là thật ra chuyện, bọn họ có thể lập tức đến giúp. Cũng không cần đi Đông Hải, chỉ cần một cái xuôi nam, một cái lên phía bắc, như vậy thì có thể trùng kích nhân cảnh. Muốn là chúng ta lưu lại phòng ngự nhân thủ không đủ, liền sẽ cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, lập tức xông phá biên giới phòng ngự, yêu tộc cùng hồ mang quy mô xông vào nhân tộc nội địa, muốn là xuất hiện cái này một loại tình huống, sau cùng liền xem như có thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài, cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Cho nên chỗ khó ở chỗ, lưu lại phòng ngự người không thể thiếu, có thể phòng ngự nhiều người, như vậy đi Đông Hải thì ít, không đủ ngăn chặn long tộc. Nhân tộc tuy nhiên cường đại, có thế địch người cũng nhiều, hồ mang cùng yêu tộc đều là đại tộc, đơn độc một cái không được, có thể hai người liên hợp lại, liền đã có nhân tộc không sai biệt lắm ngang hàng, dị tộc sẽ không đối long tộc giúp sức tương trợ, có thể lẫn nhau xuất động hai ba vị tiên thiên thần ma, cái này thì cần nhân tộc phân đi ra năm sáu vị ứng đối. Mà lại có chặn đánh long tộc, dự phòng những biến cố khác nhân thủ, còn muốn lưu lại tọa trấn nhân tộc, dự phòng nhân cảnh xuất hiện biến cố. Nhân tộc tiên thiên thần ma tuy nhiên không ít, vượt xa khỏi long tộc, thật là động, cũng là giật gấu vá vai. Long môn là thần binh, có thể đây là tiên thiên thần binh nội tình, bất luận là một tộc nào thu hoạch được về sau, chỉ phải hoàn thành linh tính thuần hóa, cũng là một kiện tiên thiên thần binh, cái này có thể so sánh nhiều một tôn tiên thiên thần ma trọng muốn thêm. Tương lai chỉ cần có thần ma, liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện tiên thiên thần ma chiến lực. Nhất là Long môn là hy hữu không gian thần binh, đây chính là Long tộc dốc hết toàn tộc chi lực chú tạo cải biến Long tộc quẩn hình dáng thần binh, Long tộc đối Long môn ký thác kỳ vọng. Thượng cổ Long tộc chính là bởi vì Long môn mà hưng, xưng bá thiên địa vậy chân chính long môn mất tích bây giờ vậy mà lại đúc long môn có thể nghĩ bọn họ tham vọng đậu trường sinh minh tư khổ tưởng một lúc sau triệt để từ bỏ bởi vì đối với nhân tộc cao tầng chưa quen thuộc cũng không biết nhân tộc chánh thức nội tình nhưng tiên tề có can đảm đối long môn ra tay cái này nhất định là có lòng tin nhất là trước mặt tương thủy thần nữ có can đảm nói như vậy khẳng định cũng là có phấn khích có giải quyết chi pháp đậu trường sinh không khỏi thành tâm mở miệng hỏi tiền bối có thể nói rõ tương thủy thần nữ bình thản nói làm thế nào cái này không cần ngươi ta cân nhắc, tự có người đi an bài. Thiên cơ lão nhân bọn họ vẫn là đáng giá tin tưởng, cả đám đều giống như ngươi, không phải vật gì tốt. Nhưng có một chút, lại là đáng giá chú ý. Long môn về ngươi chấp trưởng, tin tưởng có người cùng ngươi nói qua, nhưng loại chuyện này có thể không tuyệt đối. Ngươi phải biết một việc, không có đồ vật đến tay, người khác nói thiên hoa loạn trụy, cái kia cũng không là đồ tốt. Chỉ có đến trong tay mình về sau, mới là thứ tốt thật sự. Lần này muốn là ra chút ngoài ý muốn, nhân tộc tổn thất một số, ngươi nói cái kia một số động thủ tiên thiên thần ma cam tâm sao? Nguyện ý không? Chương 613, nghèo chỉ còn mỏ tương thủy thần nữ. Đảo giữa hồ. Từng tia từng sợi vũ khí, không ngừng chậm rãi nhúc nhích. Tương thủy thần nữ ngồi chồm hổng tại trong lương đình, chậm rãi giơ cánh tay lên, vén lên ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, một cái tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo ấn ký nổi lên. Giống như là một vết thương một dạng, dường như bắt đầu nhỏ xuống lấy máu tươi. Tương thủy thần nữ tiếp tục mở miệng nói, đơn giản nhất ví dụ. Lần này có tiên thiên thần ma vì chiếm lấy long môn, từ đó huyết chiến bên trong đã mất đi một đầu cánh tay. Hoặc là long tộc liều mạng phía dưới, tự thân bị thương nặng, từ đó tổn thương đến căn cơ, ngươi nói sau đó đem long môn giao trả cho ngươi chấp chưởng, hắn nguyện ý không? Cái này còn tính là tốt, nếu là thật xuất hiện một tôn thần ma thương vong, ngươi nói xong lời cuối cùng tính thế nào? Nói là long môn về ngươi chấp chưởng, có thể cũng phải nhìn tình huống, sau cùng trả ra đại giới lớn nhỏ tới long môn loại này trọng khí, ai không muốn muốn, người nào không muốn chấp chưởng. Chỉ muốn trả giá đắt không lớn, mới có thể ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Có thể đây chẳng qua là suy luận, xuất hiện tại đồng thoại thế giới bên trong, hiện thực là vô cùng tàn khốc, các loại ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Cho nên ngươi cần một vị kẻ ủng hộ, một vị có mạnh mẽ kẻ ủng hộ. Có thể cho ngươi giải quyết dứt khoát kẻ ủng hộ. Ba cái kẻ ủng hộ vừa ra, đầu trường sinh đã minh ngộ chi sắc. Cứ việc tương thủy thần nữ nói chuyện khó nghe một số, phản phất là tiên tề nói không giữ lời, sẽ trực tiếp bội ước một dạng, nhưng lời nói thô ý không thô. Chính như cùng tương thủy thần nữ nói một dạng, nếu thật là xuất hiện ngoài ý muốn, một tên tiên thiên thần ma bị thương nặng, bỏ ra rất lớn đại giới, cái này lập công cũng là không nhỏ, hắn muốn chấp trưởng long môn, chẳng lẽ lại không được. Nói một câu lời thật tình, người ta yêu cầu này cũng không quá đáng, dù sao long môn là người ta liều chết chiếm lấy tới. Đậu trường sinh muốn không phải người trong cuộc, cũng có thể nói hai câu ngồi châm chọc, người ta chảy qua huyết, còn chưa thể thu hoạch được chấp trưởng long môn tư cách A. Có thể người trong cuộc khẳng định thì vô pháp tiếp nhận, đây cũng là bên người thân không cần đạo lý, dùng người không khách quan chờ đến nguyên. Tương thủy thần nữ trong lời nói có hàm ý, nhưng đã tỏ vẻ ra là tư thái, cái này là có thể ủng hộ chính mình. Tương thủy thần nữ thực lực cường đại, bối cảnh thông thiên, này song trùng xếp cùng nhau, phát huy ra hiệu quả rất kinh người. Lấy tương thủy thần nữ bối cảnh, đủ để lôi kéo đến một nhóm kẻ ủng hộ, lại có tiện nghi đại ca chống đỡ, không dám nói trăm phần ổn, nhưng ít ra có hơn phân nửa có thế thành. Tương thủy thần nữ dừng lại một hai, cho đậu trường sinh một đoạn phản ứng thời gian, sau đó mới tiếp tục nói, ta không phải dùng lời thuật kinh ngươi. Việc này khả năng không nhỏ, cũng không phải tay không bắt sói. Nếu là thật ngoài ý muốn đổi lên tình huống, ta có thể chủ động giúp ngươi. Tiên tề bảo trì công chính, không sẽ chủ động mở miệng, vẫn luôn là sau cùng mở miệng, còn lại lời nói nặng cũng chính là xích đế cùng yến thần đế còn có tự vô mệnh chờ đám người. Tự vô mệnh ủng hộ ngươi, ta cũng có thể thuyết phục xích đế dạng này liền xem như yến thần đế không đồng ý đó cũng là cô trưởng nang minh dù sao thanh đế từ trước đến nay không tham dự loại sự tình này trừ phi là diệt tộc chi họa không phải vậy thanh đế cũng sẽ không hiện thân còn lại đông đảo tiên thiên thần ma bên trong muốn không phải lần này đại nhật tông sự tình lữ hút nhật ta cũng có thể để hắn ủng hộ ngươi có tự vô mệnh sức ảnh hưởng lại thêm ta chủ động vì ngươi bôn tẩu lại có bắt đầu tiên tề ngầm thừa nhận chuyện này cơ bản có thế thành trừ phi long môn đối một tôn tiên thiên thần ma chủ động ôm ấp yêu thương đó là thật không có cách nào. Tương thủy thần nữ thẳng thắn nói, kể trên hết thảy, còn chưa từng xuất hiện, cho nên bây giờ chỉ là sớm làm chuẩn bị, muốn là hết thảy thuận lợi, đây đều là buồn lo vô cớ. Bằng này thu hoạch được một phần đạo nguyên, vậy dĩ nhiên là không được. Cho nên chưa đến thảo phạt thương tộc lúc, ngươi gánh làm tiên phong lúc, ta có thể theo quân vì ngươi áp trận. Điểm này tự vô mệnh làm không được, hắn sự tình quá nhiều, cũng thật sự là quá bận rộn. Tự vô mệnh phải chịu trách nhiệm toàn cục, mà ta không cần, là tự do thân, có thể chuyên môn bảo hộ ngươi. Ta có thể sự tình trước vận dụng quan hệ, lại mời một vị cùng một chỗ liên thủ bảo hộ ngươi, chúng ta sẽ không làm nhiễu ngươi, hết thảy hoàn toàn do ngươi làm chủ, chỉ phụ trách chiến đấu. Đương nhiên ngươi nếu là có đáng đo khó định sự tình, chúng ta cũng có thể cho ý kiến, bất quá hết thảy đều là lấy ngươi làm chủ, chúng ta là phụ trợ ngươi. Bất quá có chút muốn nói rõ tốt, ngươi muốn là đi đổ mệnh, trực tiếp trùng kích địch nhân đại doanh, thập tử vô sinh, chúng ta là sẽ không theo theo. Bốc lên một số mạo hiểm cái này có thể nhưng tuyệt đối không thể thập tử vô sinh, cửu tử nhất sinh loại này. Tương Thủy thần nữ giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng tăng thêm một câu, Đậu Trường Sinh một người này quá yêu mạo hiểm, thường xuyên đi đổ mệnh, Đậu Trường Sinh là tên điên, bọn họ cũng không phải. Cái này một phần đạo nguyên, kiếm lời không dễ dàng a. À. Tương Thủy thần nữ cảm thán lên, thần ma có quy củ trói buộc, muốn là bằng vào sức một mình, xâm nhập vạn tộc chiếm lấy đạo nguyên, như vậy tự nhiên về thần ma tất cả. Mà nếu thảo phạt thương tộc loại này đại chiến, thần ma chiếm lấy đạo nguyên đó cũng là mượn nhờ nhân tộc vi thế, cho nên cái này không thể hoàn toàn tính toán tư có đồ vật, cái này một loại phương thức cũng có một chút mưu lợi, vẫn là muốn phí rất lớn tinh lực đi an bài thỏa đáng. Thương tộc sự tình quá xa vời, lần này Long Môn cũng là một lần kiếp, cũng chỉ là bị tuyển phương án mà thôi. Người truyền thuyết thần thoại ngưng tụ huỳnh hoặc tinh thần, như thế một kiện rất khéo sự tình, thượng cổ có đệ nhất huỳnh hoặc tinh quân cũng là chết tại tiên tổ trong tay, hắn luyện chế bản mệnh linh bảo một trong huỳnh hoặc tinh thần kỳ, bị tổ tiên thu vào. Đã tàn phá, vẫn là thượng của tiên đạo linh bảo, đã không có khả năng chuyển hóa làm thần binh, đối tại chúng ta võ đạo những người khác mà nói như là gà mờ, nhưng vật này đối ngươi mà nói, lại là bảo vật khó được. Huỳnh Hoặc tinh thần kỳ hắn vốn là tiên thiên tầng thứ, liền xem như phá điểm, ước chừng cũng tương đương với một kiện thần binh. Tương Thủy thần nữ ngừng dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, đối có nhu cầu là tương đương với thần binh, không có nhu cầu kém rất nhiều, cái này tuyệt không lừa gạt ngươi. Dù sao phẩm chất ở chỗ này, lại kém có thể kém đi nơi nào ngươi cũng không cần huỳnh hoặc tinh thần kỳ còn lại hiệu quả chỉ cần huỳnh hoặc tinh thần kỳ có thể dẫn dắt mê hoặc tinh thần chi lực thậm chí là dẫn huỳnh hoặc tinh thần buông xuống loại này cơ bản năng lực đều có đối ngươi mà nói như vậy đủ rồi long môn muốn mở ra lấy tính cách của ngươi khẳng định cũng không cam chịu tâm làm một tên quần chúng có thể cho dù là có mê hoặc tinh thần chi lực gia trì tự thân thực lực cũng là không đủ dù sao như ba xà loại kia liên tiếp suy yếu thần ma cũng coi là phượng mau lân giác đại đa số thần ma đều là bình thường coi như có thể chiến thắng một tên thần ma có thể đại chiến cùng một chỗ xuất hiện thần ma há lại ba năm vị cái này sợ là tiên thiên thần ma đều muốn vượt xa khỏi cho nên ngươi cần lại tăng cường thực lực ta còn có nào đó một vị tổ tiên lúc trước thế nhưng là cùng đạo tổ đích truyền học qua đan thuật cực có hoàng đế cửu đỉnh thần đan kinh chờ khoáng thế danh tác vì nhân tộc mở ra đan đạo cũng vì bây giờ đan đạo đại hưng đặt cơ sở vững chắc bây giờ có một bình không là một hạt cửu chuyển thần long đan tên thật sự là không dễ nghe khi cái gì, hoàng đế cửu đỉnh thần đăng kinh, cũng như thế, hoàn toàn là hướng về sơ tổ cùng chí bảo hợp lại mà thành, cái này cửu chuyển thần long đang tên tục là tục chút, có thể hiệu quả vô cùng kinh người. Có thể hóa thân chân long, tiếp tục một ngày thời gian. Cái này tại thượng cổ thì rất trân quý, bây giờ lại là càng thêm trân quý. Bất luận cái gì một đầu chân long đều là thần ma, điều này có thể để thực lực ngươi tăng trưởng đến thần ma tầng thứ, đối với thần ma mà nói điều dưỡng mấy chục năm liền tốt, có thể thể nghiệm vượt qua chủng tộc biến hóa thu hoạch được chân long loại loại thần thông cùng thiên phú, là một lần thể nghiệm khó được. Đối với phàm tục mà nói, ước chừng cũng là trọng thương ngã gục, tánh mạng ốm sắp chết, căn cơ bị phá hủy, người triệt để phế đi. Đối với giao tinh các nàng rất nghiêm trọng, đối với ta cũng như thế, nhưng đối ngươi vấn đề không lớn. Tương thủy thần nữ con mắt nhìn liếc một chút đậu trường sinh mu bàn tay vị trí, chỗ đó chính quấn quanh lấy ngư trường kiếm bố, che giấu là thánh mẫu ấn ký. Đậu trường sinh thần sắc vĩnh viễn không sợ hãi, vĩnh viễn không dám xem thường một tên thần ma, đây là đậu trường sinh lời răng nhẹ nhàng thời điểm không tính lần trước ba lăng sơn chi chiến ngân đậu quá lãng làm sự tình cũng quá lớn không ngừng nghiền ép bản thân tiềm lực điên cuồng tăng lên chiến lực cái này một loại làm pháp sự sau có bất kỳ tai họa ngầm nào khẳng định đã khiến cho chú ý lực bị hoài nghi thị thánh mẫu ấn ký đây cũng là chuyện rất bình thường đây cũng là đậu trường sinh cố ý gây nên bọn họ coi là khám phá chân tướng kỳ thực đó còn là ngụy trang cái này cử chuyển thần long đang có thể coi như ác chủ bài hậu quả cũng là chết lần trước hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao hóa vì chân long, vậy coi như là thần ma. Tương thủy thần nữ mở ra điều kiện, có thể nói là vô cùng phong phú, huỳnh hoặc tinh thần kỳ coi như giá trị không so được thần binh, có thể đây không phải còn có một hạt thần ma đại đan, lại có tiếp sau thảo phạt thương tộc tương trợ, long môn thuộc về chống đỡ. Đơn độc một dạng không được, có thể toàn bộ chung vào một chỗ thì rất khiến người tâm động. Đậu Trường Sinh không thôi mở miệng nói, tiền bối cho chỗ tốt rất nhiều, có thể ta không có năng lực thu hoạch được đạo nguyên đây mới là quan trọng sự tình, đạo nguyên vật trọng yếu như vậy, đậu trường sinh nơi nào có năng lực. Tiếp núi đắng chắc nói, còn xin tiền bối tuyển cái khác người khác đi. Tương thủy thần nữ đôi lông mày nhíu lại, cái này một bộ dạng. Quả nhiên là cùng nghe đồn bên trong giống như đúc, toàn bộ đều phát ra từ đáy lòng, một cách tự nhiên động tác, có thể nói là tự nhiên mà thành, không có một tia tư tượng khí ở trong đó. Dường như thật làm không được. Có thể kỳ thực cái này đậu trường sinh là tham lam nổi lên, hắn không vừa lòng, hắn muốn tăng giá quả nhiên loại này người không tốt đánh ra tương thủy thần nữ chỗ nào bị qua loại này ủy khuất bất quá ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh giao tinh lại một lần nữa mở miệng nói cứ việc thảo phạt thương tộc lửa xém lông mày nhưng hôm nay vạn tộc không dám động thủ cũng là kiên kỵ tại thương tộc bàn đào thụ an nguy thời thế hiện nay thiên địa có thiếu bất luận một loại nào có thể kéo dài tuổi thọ chi vật đều là bảo vật vô giá thương tộc có bàn đào viên vạn tộc không dám mạo hiểm không sai hành động sợ bàn đào viên sẽ bởi vì bọn họ động thủ từ đó ảnh hưởng tới cứu chữa sau đó toàn bộ đều khô héo cho nên sau đó không lâu nhất định có một lần vạn tộc cứu chữa hành động vạn tộc mượn cơ hội này thăm dò bàn đào viên hư thực tốt phán đoán động thủ thời gian thương tộc cũng biết rõ nhưng bọn hắn muốn nhờ lấy vạn tộc trị liệu bàn đào viên đây là một lần xem lễ ta có thể cho ngươi một cái danh ngạch để ngươi tự mình đi bàn đào viên nhất quan gặp một lần tiên thiên linh căn bàn đào thụ cái này đối ngươi có lợi thật lớn đậu trường sinh nghe thấy bàn đào hai chữ ánh mắt ngưng tụ đi thương tộc nhìn xem bàn đào viên đậu trường sinh cũng rất muốn chính mình nơi này bàn đào thụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng đối bàn đào viên có ảnh hưởng gì hoàn toàn đều là tin đồn thấy tận mắt thấy một lần không phải chuyện xấu đáng tiếc thu hoạch được đạo nguyên làm không được a à? đậu trường sinh lại lắc đầu nói tiền bối hiểu lầm phản bối thật làm không được đạo nguyên liên quan đến nhất tộc tộc vận cái này là bực nào trọng yếu bảo vật há lại nói thu hoạch được thì có thể thu được phản bối chứng đạo đều không biết nơi nào có đạo nguyên đâu Tương Thủy thần nữ mi đầu thật sâu nhăn lại, đã vặn thành một cái chữ xuyên, cái này đậu trường sinh còn không vừa lòng, lại còn muốn tăng giá, phải biết đi xem lễ, đương nhiên sẽ không tay không mà về, thương tộc khẳng định sẽ tặng cho một chút chỗ tốt. Nhất là vạn tộc tiến về, làm sao có thể thành thành thật thật thủ quy cũ, trong bóng tối nhất định có giao phong, loại này hỗn loạn sân khấu, đây không phải đậu trường sinh thích nhất sao? Thật là phiền phức a. À. Tương Thủy thần nữ hào hứng đột nhiên đại giảm, cái này đậu trường sinh lòng tham không đáy, so cái kia tự vô mệnh còn chán ghét lại liếc mắt nhìn giao tinh, không phải liền là một phần đạo nguyên à. Chính mình nghĩ sai, dựa theo lấy bình thường phương pháp đi làm. Kỳ thực mình có thể giao dịch a. À. Huỳnh hoặc tinh thần kỳ không đủ, nhưng ở thêm ít đồ là có thể, một kiện thần binh làm sao cũng có thể đổi lấy một phần đạo nguyên. Nhất là cái này đạo nguyên sử dụng, cũng vẫn là nhân tộc, thịt đều nát trong nồi. Tiên tệ cũng là sẽ không cự tuyệt. Những thứ này rách rưới đồ vật, một mực tại hít bụi, bây giờ thanh lý thanh lý cũng không phải chuyện xấu. Đạo nguyên loại vật này thật sự là quá trọng yếu, cũng quá kiên kỵ, không phải vậy tổ tiên khẳng định cũng sẽ thôn một số, bây giờ cũng không cần thiết lao lực như vậy. Tương thủy thần nữ nhìn thoáng qua giao tinh, cuối cùng trong lòng bất đắc dĩ, chỉ là đạo nguyên cũng không nhất định thành. Hiện nay thật cảm nhận được lão phụ mẫu khó xử, thật sự là cầm nát tâm, tất nhiên muốn ôm bắt đùi, tương thủy thần nữ nâng lên trắng nõn tay ngọc, trên ngón trỏ chậm rãi gạt ra một giọt máu tươi. Một giọt máu này cũng không phải là xích kim sắc, mà chính là một mảnh vàng rực chi sắc, nhưng toàn thân tinh khiết thấu triệt, lại cực giống ngọc thạch thủy tinh. Một giọt máu này xuất hiện, bốn mới thiên địa linh cơ, bắt đầu chen chúc hội tụ, xa xa không ngừng tràn vào trong đó, tương thủy thần nữ đưa tay hất lên, nhìn lấy huyết dịch rơi vào đậu trường sinh trong tay, trầm giọng mở miệng nói, cơ thị danh xưng nhân hoàng hậu nhân, chấp trưởng hiên viên cung, đó bất quá là lúc trước cơ thị giúp ta làm một việc, cầu lấy hiên viên cung 200 năm quyền sử dụng. Hiên viên cung loại này thần binh, một mực hít bụi không cần đến, một 200 năm quyền sử dụng, cũng là thời gian một cái nháy mắt, ai có thể nghĩ tới cơ thị da mặt dày như vậy? sơ tổ huyết mạch đã dung nhập nhân tộc, ai cũng có thể danh xưng hậu nhân, bọn họ ngược lại là chơi ra hoa tới. có một dọc máu này về sau, ngươi có thể đi chấp chưởng hiên viên cung, hắn sẽ không ở kháng cự, mà chính là sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. cơ thị chỗ đó đã hưởng thụ lấy nhân hoàng hậu nhân danh tiếng, như vậy thì muốn gánh chịu hậu quả, bình thường ta không thèm để ý bọn họ. bây giờ thu hồi hiên viên cung, cũng là danh chính ngôn thuận nhân hoàng hậu nhân bốn chữ này, không phải người bình thường có thể gánh vác. Ngươi nếu là thật có thể đem giao tinh một đường nâng lên thần ma, hiên viên cung cũng liền về ngươi. Ngươi muốn là muốn một cái xuất thân, ta có thể cho ngươi. Giải quyết ngươi bây giờ một số tai họa ngầm. Cửu u thần thể đã không đủ dùng, trong đó đủ loại vượt ra khỏi cửu u thần thể có thể giải thích, cái này không ít người đã chú ý, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là một cái lo lắng âm thầm. Ngươi cần hiên viên đạo thể. Cái này cuối cùng giải thích quyền quy ta, ngươi liền xem như ngày mai đồ long tộc ta cũng có thể nói ngươi đây là phản tổ thành công. Chỉ cần là người, không người có thể đi nghi vấn sơ tổ. Ngươi muốn thượng vị, như Tôn Nga mi con hàng kia sắc, hắn cũng không dám ngăn cản ngươi. Tương lai là ngươi thật dài bối. Tương thủy thần nữ chỉ một ngón tay giao tin nói, chỉ cần để cho nàng chứng đạo. Tất cả đều dễ nói chuyện. Đậu trường sinh khô cằn âm thanh vang lên, thử một chút. Ta thì thử một chút. Tiền bối không nên hiểu lầm. Thật không phải ta ham chỗ tốt. Thật sự là giao tinh cung chủ tư chất ngút trời, ta xem xét thì có một đạo linh khí trùng tiêu, tương lai tất thành đại khí. Cái kia, ta cái kia là cơ thị đầu họ, vẫn là đầu thị họ cơ. Phản bối không hiểu nhiều, tiền bối có thể hay không giảng giải một hai. Chương 614, đại hợp hoang tông vong. Thần đô. Thanh Long phường, Triệu phủ. Đậu Trường Sinh đã trở lại thần đô có một ngày, trời đi tương thủy càng là có một đoạn thời gian dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, đậu trường sinh đến bây giờ còn thất vọng mất mát. Không phải là đậu trường sinh nguyện ý lựa chọn nếm thử, thật sự là tương thủy thần nữ cho nhiều lắm. Cái gì cử chuyển thần long đan, còn có hình hoặc tinh thần kỳ, cái này một số đồ vật loạn thất bát tao, đậu trường sinh thấy thế nào phía trên? Chính mình thế nào lại là tham tiền người? Bất quá là muốn nhận tổ quy tông mà thôi. Cái này cũng không phải nhận giặc làm cha, mà chính là truy sóc huyết mạch ngọn nguồn mà thôi, đem tên của mình tăng thêm tại tộc phổ phía trên. Đáng tiếc. Bây giờ ngược lại là thu được cửu chuyển thần long đan, còn có huỳnh hoạt tinh thần kỳ, nhưng lên tộc phổ sự tình, bây giờ lại là lên không được. Đậu Trường Sinh ngón tay nâng lên ở giữa, đầu ngón tay phía trên có thể trông thấy một giọt máu, giống như một viên bảo thạch một dạng, tràn ngập gợn sóng quang mang, phun ra nuốt vào lấy tứ phương linh cơ. Muốn thượng tộc phổ, liền phải để thần thủy cung cung chủ giao tinh chứng đạo, đối với cái này Đậu Trường Sinh là không có một chút chắc chắn nào. Đậu Trường Sinh lúc ấy tỉnh táo lại về sau, là dự định cự tuyệt tương thủy thần nữ đậu trường sinh xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc chính mình chứng đạo sự tình đậu trường sinh đều có không chắc như thế nào đi quản thần thủy cung cung chủ giao tin nói một câu không khách khí giao tin cảnh giới cao hơn chính mình bối cảnh lớn hơn mình dạng này giao tin muốn chứng đạo đều tương đối khó khăn càng thêm không cần nói là mình muốn chỉ là nói nguyên đậu trường sinh còn có thể thử một chút cố gắng một chút không chừng có thể thu hoạch được có thể nghĩ muốn chứng đạo khó khăn nhất là đại thiên mệnh đó căn bản không thể ỷ vào ngoại nhân nhất định phải giao tin chính mình vượt qua cái này thật sự là quá khó khăn. Đáng tiếc, sau cùng tương thủy thần nữ không cho mình từ chối cơ hội, mang theo giao tinh cùng một chỗ rời đi. Đậu trường sinh thở dài một hơi, tương lai liền đi một bước nhìn một bước. Sau cùng thật sự là làm không được, như vậy cũng liền không thể làm gì, chính mình lại tìm kiếm phương pháp bổ khuyết đi. Đậu trường sinh thu hồi một giọt máu này, điều này có thể chủ động kích hoạt hiên viên cung, bất quá đậu trường sinh không có gì quá lớn ý nghĩ, thần binh không phải càng nhiều càng tốt, mà chính là muốn phù hợp chính mình như là cái này một loại không thể trăm phần trăm khống chế thần binh đậu trường sinh đều là không yên lòng như hiên viên cung về cơ thị trưởng khống nhìn như uy phong lẫm liệt kỳ thực tương thủy thần nữ trong một ý niệm hiên viên cung liền sẽ đổi chủ nhân thứ này có thể không cần nhưng không thể không có đây cũng là quản thúc cơ thị nhất tộc một cái thủ đoạn đối với cơ thị nhất tộc đậu trường sinh là sẽ không triệt để yên tâm đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa tuy nhiên giờ phút này cái gì cũng không nhìn thấy nhưng từng tràng chiến đấu đã bắt đầu bạo phát hợp hoang phu nhân tử vong, hợp hoang tông quần long vô thủ, chính là tiêu diệt hợp hoang tông thời cơ tốt nhất, trận này vây quét đậu trường sinh giao giao cho gia các vô ngã, từ đối phương bắt đầu chủ trì. Gia các vô ngã chấp hai tay sau lưng, đứng ở một tòa lầu các phía trước. Đứng sau lưng từng người từng người tông sư, trong đó có thần hầu phủ, cũng có lục phiến môn, kim linh vệ, đông xưởng chờ một chút cơ cấu cường giả, bọn họ đem gia các vô ngã bộ hạ ở trung ương, làm nổi bật lên gia các vô ngã uy thế. Đông phương thần bộ mặt không biểu tình, chủ động tiến lên một bước nói thần hầu đây là hợp hoang tông tại trung nguyên lớn nhất một chỗ cứ điểm chỉ cần tiêu diệt nơi đây hợp hoang tông đem về rốt cuộc không có thành tựu nhân cảnh bên trong không còn có nơi đặt chân cũng chính là tại thiên ngoại thiên kéo dài hơi tàn mà lại lần này đối hợp hoang tông vây quét cũng không chỉ là nhân cảnh thiên ngoại thiên cũng bắt đầu chỉ là hợp hoang tông đến cùng gia đại nghiệp đại sản nghiệp trải rộng vạn tộc đủ để trọng thương hợp hoang tông muốn triệt để tiêu diệt còn cần thần hầu tự mình tiến về chủ trì gia các vô ngã ánh mắt di động, nhìn thoáng qua bên cạnh Đông Phương thần bộ, vị này Đông Phương Thái A tộc đệ, là trong lời nói có hàm ý muốn đuổi chính mình rời đi nhân cảnh, rất rõ ràng là đã đã nhận ra tiếng gió. Thần Hầu phủ muốn nhập vào Lục Phiến môn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất là Thần Hầu phủ bên trong tông sư Đông Đảo, cái này một số tông sư nhập Lục Phiến môn đảm đương thần bộ về sau, cho dù là đại bộ phận đều là phổ thông thần bộ, cũng không ít thực lực xuất chúng, khẳng định phải đảm đương chức vị quan trọng. Lục Phiến môn thực lực tăng cường, cái này vốn là là một chuyện tốt, nhưng đối với lục phiến môn có một phen ý nghĩ, như vậy thì không phải chuyện tốt. Nhất là chính mình nhập lục phiến môn về sau, tất nhiên sẽ chiếm cứ thanh long điện chủ vị trí, so sánh với theo giang hồ bên trong chiêu mộ hai vị điện chủ, chính mình đảm đương thanh long điện chủ, mới là đối phương lớn nhất không thể nhận được. Ngoại lai giang hồ nhân sĩ, tuy nhiên lập tức thu được hiển hách thân phận, trở thành đại chu trọng thần, có thể đến cùng là kẻ ngoại lai, không phải bên trong thể chế lên chức đi lên, thiên nhiên sẽ phải gánh chịu bên trong thể chế quan viên bài xích, mà lại quan trọng nhất là không có có tâm phúc nhân thủ trong thời gian ngắn là chỉ có điện chủ danh tiếng mà không có điện chủ quyền lực mà đổi lại mình thì lại khác môn sinh cố lại nhiều vô số kể sẽ lập tức ngồi vững vàng thanh long điện điện chủ vị trí sẽ nắm giữ lục phiến môn bên trong không ít quyền lực muốn là hướng về đậu trường sinh dựa vào căn bản cũng không có bọn họ cái này một số người tiến bộ không gian gia cát vô ngã liếc mắt xem thấu đông phương thần bộ tiểu tâm tư trong lòng cười nhạt một chút cái này một số nịnh bợ đậu trường sinh tà ma ngoại đạo, đúng là bọn họ cam nguyện làm đậu trường sinh nanh vuốt, cho nên đậu trường sinh mới có thể gây sóng gió. Bây giờ vì chính đạo, chính mình xả thân tự ma, liền muốn để bọn hắn cái này một số người không đường có thể đi. Đậu trường sinh đổ tính chất quá lớn, không biết cái nào ngày thì bại vong, liền xem như không bại vong, làm đậu trường sinh chứng đạo thành công, như vậy cũng muốn rời khỏi phàm tục, chỉ cần mình đến lúc đó đại quyền trong tay, y nguyên có thể giúp đỡ chính đạo. Trả thiên hạ một cái ba ngày ban mặt. Gia Cát vô ngã lại một lần nữa kiên định niềm tin đối với mình vi phạm bản tâm cử chỉ cũng đã độ cao thăng hoa chính mình đây là vì thiên hạ vì chúng sinh hiện nay không cần nói là diệt trừ hợp hoang tông cái này tà ma ngoại đạo liền xem như đổi thành đại nhật tông mình cũng phải ra tay độc ác Gia Cát vô ngã không thèm đến sĩ đến đông phương thần bộ đang chờ đợi thời gian một lúc sau Gia Cát vô ngã vung tay lên nói có thể mở ra trận pháp thanh âm rơi xuống về sau tứ phương một đạo đạo quang mang tuần tự bắt đầu không ngừng bay lên giống như la võng đồng dạng, khổ khổ dựng thẳng dựng thẳng, trên dưới ngang dọc, bắt đầu không ngừng đang xen vào nhau, thiên địa triệt để bắt đầu phong tỏa. Vạn tên cùng bắn. Gia Cát Vô Ngã bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước hợp hoang tông cứ điểm, không có chút nào dẫn đầu trùng phong, dẫn theo đông đảo tông sư, cùng một chỗ xông vào hợp hoang tông cứ điểm bên trong đại khai sát giới ý nghĩ. Hợp hoang tông ở chỗ này kinh doanh không biết bao nhiêu năm, khẳng định bố trí không ít trận pháp, có đông đảo bẫy rập, cái này một chút không chú ý, liền muốn bị xa vào, cái này cho dù là một tên thượng tam phẩm tông sư cũng đều có nguy hiểm đến tình mạng, cho nên tốt nhất phương thức cũng là không chủ động xông vào cứ điểm bên trong, cũng không phải đông đảo tông sư ở bên ngoài xuất thủ, bắt đầu anh tiếp phía trước hợp hoang tông cứ điểm, mà chính là lấy đại quân tiếp cận, từng bước một đẩy mạnh, đông đảo tông sư áp trận. đây không phải hai môn phái công phạt, song phương càng tốt thời gian vật lộn, đây là triều đình tiêu diệt tà ma ngoại đạo. hợp hoang tông không bại lộ còn tốt, bại lộ sau bọn họ thì biểu thị số mệnh bị diệt vong. triều đình đại quân tiếp cận hợp hoang tông không có có thần binh, làm sao có thể chống đỡ được. Ưu thế tại chính mình, gia các vô ngã đương nhiên sẽ không lỗ mãn, có thể ung dung bắt đầu tiến công, trận này vây quét hợp hoang tông, là đại chu 108 châu cùng một chỗ phát động, có thể không chỉ là nơi này một chỗ chiến trường, sẽ không tạo thành tin tức tiết ra ngoài, để hợp hoang tông chạy tình huống. Gia các vô ngã không khỏi cảm thán lên, trước kia triều đình không thể làm gì võ đạo số lượng lớn, bây giờ vậy mà như thế tùy tiện, liền bị triệt để tiêu diệt. Đậu thái sư sư đồ muôn vàng không tốt, có thể có một chút rất tốt, bọn họ nắm giữ lấy quá nhiều bí ẩn. Âm cực tông ở nơi nào? Hợp hoang tông ở nơi nào? Triều đình không biết hy sinh bao nhiêu người, đều không có hoàn toàn dò xét ra rõ ràng, nhưng hôm nay chỉ là đậu thái sư chuyện một câu nói. Từng nhánh mũi tên mất hoành không, lít nha lít nhít mũi tên mất già thiên tế nhật, sau cùng hóa thành một đạo dòng nước lũ, hung mảnh trùng kích các lâu phía trên. Quanh, quanh, quanh. Tiếng nổ, tuần tự không ngừng vang lên. Mà từng nhánh mũi tên mất còn giống như pháo hoa, nổ tung sau liền bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt lít nha lít nhíp mũi tên mất tiêu hao sạch sẽ, mà lầu cắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Gia Cát Vô Ngã gặp một màn này về sau, đối với một bên Đông Phương Thần Bộ nói, Hợp Hoang Tông không kiên trì được quá lâu. Loại cường độ này oanh kích, ước chừng một cái canh giờ, Hợp Hoang Tông liền sẽ lực có thua. Đây không phải hai tông giao chiến, mà chính là đại quân công phạt, Hợp Hoang Tông có thể trong thành, tạo dựng lên đại trận, kháng trụ đại quân oanh kích một canh giờ, đã khác biệt khó được. Cho nên Hợp Hoang Tông không muốn hủy diệt, tất nhiên muốn phản kích, tốt nhất phương thức cũng là phá vây, không ngừng phòng thủ đi xuống, bọn họ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông phương thần bộ ngươi xuất lĩnh lục phiến môn tông sư, tiến về phía đông áp trận. Đông sưởng đi phương Tây, Kim Linh vệ đi phương Bắc, nơi này từ thần hầu phủ đóng giữ. Muốn là hợp hoang tông phá vòng vây lời nói, không cần lập tức đánh lui hợp hoang tông, muốn cho hợp hoang tông một số hy vọng, không phải vậy ngoan cố chống cự phía dưới, hợp hoang tông liều chết nhất chiến, liền xem như đạt được thắng lợi, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Thái sư nhân nghĩa vô song, nhất định không hy vọng có một người tử vong. Đông Phương thần bộ lạnh hừ một tiếng, đối với gia các vô ngã ngôn ngữ rất bất mãn, cái này một cái lão gia hỏa bây giờ mở miệng thái sư, ngậm miệng thái sư, mở miệng một tiếng nhân nghĩa vô song, nhân từ người yêu. Thật không nghĩ tới cái này gia các vô ngã, vậy mà cũng là như thế mông ngựa trùng, cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng công trước kia chính mình đối gia các vô ngã còn tương đối kính trọng, bây giờ cái này một số kính ý toàn bộ đều cho chó ăn. Nếu như vậy, nên từ chính mình nói Đông Phương Thần Bộ xuất lĩnh lấy lục phiến môn tông sư vội vàng rời đi, trong nháy mắt hội tụ đại lượng tông sư, đã đại bộ phận biến mất. Gia Cát Vô Ngã bắt đầu đợi. Không có đến dự phán bên trong một canh giờ, mới một phút nhiều, Hợp Hoang Tông liền đã an không chịu nổi. Từng đạo từng đạo bóng người xông ra, không ít ngang nhiên ở giữa hướng thẳng đến Gia Cát Vô Ngã vọt tới, còn lại một bộ phận bắt đầu chạy tứ tán. Gia Cát Vô Ngã cười nhạt một chút, ma đạo tặc tử, thì là ma đạo tặc tử, giá trị này sinh tử thời khắc mấu chốt rất rõ ràng nội bộ bọn họ ý kiến không thể thống nhất, có người muốn liều mạng một lần, có người muốn đào mệnh, cho nên mới xuất hiện cái này một loại tình huống. Liền xem như phá vây, phương pháp tốt nhất cũng là tập trung lực lượng trùng kích một chỗ, chỉ cần tách ra địch nhân trận doanh về sau, mới có thể lựa chọn tứ tán chạy trốn, không phải vậy lực lượng không thể tập trung đến một chỗ, đã định trước chỉ là năm bè bảy mảng, sau cùng bị từng cái tiêu diệt. Gia các vô ngã. Các ngươi gia các thị tương lai nhất định bị thanh tẩy hợp hoang tông là sẽ không bỏ qua các ngươi bất luận một vị nào, sớm muộn đều muốn các ngươi bồi mệnh, các ngươi chết rồi, các ngươi con cái đời sau còn. Một tiếng oán hận âm thanh vang lên, đập vào mắt là một lão giả. Trắng bạc sợi tóc, chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, cứ việc bộ mặt đã tràn ngập nếp uống, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, muốn là hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng là một tên phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Gia các vô ngã theo thanh âm nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy người đến, cười lạnh nói, nguyên lai like là các trưởng lão ngươi người này cả đời trộn lấy nữ đồng vô số, để vô số gia đình phá nát, tán tận lương tâm, vậy mà để ngươi sống đến số tuổi này, đây thật là chính đạo bi ai. Bất quá hôm nay khác biệt, thái sư nhân nghĩa vô song, có đại từ bi, muốn giết hết ngươi bực này tà ma ngoại đạo. Thương sinh may mắn, chờ đến thái sư xuất thế. Các trưởng lão giận dữ, ánh mắt giống như phun lửa, tức giận gào thét nói, cái kia đậu trường sinh xuất thân không chính, điển hình ma tể tử, ngươi nói ra những lời này. Ngươi lòng xấu hổ đây này nghĩ không ra nổi tiếng thiên hạ, công chính nghiêm minh gia các thần hầu, cũng bất quá là một cái nịnh nọt tiểu nhân. Vì chính mình tiền đồ phú quý, vậy mà đi cho đậu trường sinh làm chó. Gia các vô ngã thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng nói, thái sư lòng dạ từ bi, từ xuất đạo đến nay, diệt trừ gian tà vô số. Tề châu sự kiện, nhất là long tộc, là dị tộc. Cái kia lão lương vương cửu u minh giáo xuất thân, là ma đạo. Linh tộc sứ đoàn án, nhất là dị tộc. Từng tộc từng tộc, từng kiện từng kiện, không là ma đạo, cũng là dị tộc, thái sư xuất gian trừ ác, hộ ta nhân tộc, há lại ngươi cái này ti tiện yêu phụ có thể làm nhục. Các trưởng lão bị đại quân công kích bước lui, so sánh với trên thân bị thương thế, giờ phút này nội tâm bị thương nghiêm trọng hơn, giờ phút này giận quá mà cười lên, mở miệng mỉa mai nói, cái kia vạn pháp tông cùng đại nhật tông đâu. Chuyện này ngươi nói thế nào? Gia các vô ngã lộ ra kinh miệt thần sắc, chẳng thèm ngó tới nói, ba lăng sơn nhất chiến, dị tộc thần ma còn chưa từng tử vong, vạn pháp tông vậy mà trong lúc chủ động đấu, không có chút nào quan sát cục diện, đại nhật tông cũng như thế. Thật sự là làm bậy chính đạo, tư tâm quá nặng, cùng tà ma không khác. Muốn không phải thái sư bản sự cao cường, ba xà liền đã tính kế thành công, đến lúc đó xuất hiện tại vạn tộc trước mặt chính là, chiến đấu chưa từng kết thúc, nhân tộc liền bắt đầu nội chiến, này lại để cho ta tộc trầm luân vạn tộc trò cười. Là thái sư xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, viện cao ốc chi tướng nghiêng, ngươi có thể an ổn sống đến hôm nay, đều là thái sư chi công. Có thể ngươi cái này yêu phụ, vậy mà không hiểu tri ân đồ báo. Thái sư muốn giết ngươi, ngươi thì thành thành thật thật duỗi ra cổ đến, để thái sư giết. Cũng dám phản kháng không nói, còn dám nói xấu thái sư. Thật sự là tội ác tày trời, thập ác bất xá. Trong thiên hạ có ngươi dạng này yêu phụ, thật sự là chúng ta sỉ nhục. Các trưởng lão một nguồn máu tươi phun ra, duỗi tay lần mò miệng về sau, một ngón tay hướng ra các vô ngã, người đã run rẩy lên, một chữ lại bị khí nói ra không được. Thiên hạ. Thiên hạ lại có này vô liêm sỉ người. Chương 615, không cẩn thận, tu vi đột phá. Thần đô. Một tiếng lôi động. Một đạo Bảo tố gió, trong nháy mắt bao phủ thần đô. Trong bóng đêm mịt mờ, không biết bao nhiêu người bị bừng tỉnh. Một số phổ thông bình dân bách tính, rối rít đem đệm chăn đắp kín, chống cự lấy đột nhiên bạo phát luồng khí lạnh, trong lòng đang kỳ quái, bây giờ vẫn còn chói trang mùa hạ, vậy mà giống như mùa đông khắc nghiệt. Đối với có tu hành võ giả mà nói, cái này đột nhiên bạo phát ba động, cực kỳ không giống bình thường chính đem trên triều đình trường ra sự tình xử lý tốt từ trường khanh mới vừa vặn ngồi ngay ngắn xuống đang định quan sát một phút cổ thư thì cảm nhận được cái này một cổ hàng lưu bạo phát trong tay cổ thư không khỏi để xuống thở dài một hơi nói thiên nhân giao cảm ai có thể nghĩ đạt được có thể đánh chết thần ma đậu trường sinh bây giờ mới đột phá tới võ đạo nhị phẩm cảnh giới thứ hai thiên nhân giao cảm khoảng cách võ đạo nhị phẩm đại thành còn có một cảnh giới chứ đừng nói là đến thần ma cảnh giới còn có một cái võ đạo nhất phẩm đại cảnh giới trước trước sau sau mấy cái cảnh giới nhỏ. Bị cái này một cổ đột nhiên bạo phát luồng khí lạnh kinh động không ngừng từ trường thanh một người, thực lực nhỏ yếu mù tịt không biết, nhưng chỉ cần thượng tam phẩm tông sư, đều là là có thể phán đoán ra khí thế nơi phát ra chi địa. Đạo này bạo phát luồng khí lạnh, chính là nội thiên địa khai mở, từ đó tạo thành khí thế tiết ra ngoài, bởi vì vì thiên nhân giao cảm mà ảnh hưởng tới tứ phương. Giờ phút này đậu trường sinh không biết thần đô chấn động, mà chính là chính thành thành thật thật trong tu hành. Đậu trường sinh cũng không có dự liệu được, chính mình gần nhất đều không có thật tốt tu hành, có thể thực lực y nguyên bất chợt tới bay mảnh tiếng, một ngày thắng qua một ngày, mới đột phá tới võ đạo nhị phẩm không lâu, liền đã hoàn thành hiển thánh tu hành, chính thức bước vào cái thứ hai cảnh giới nội thiên địa, cũng chính là thiên nhân giao cảm. Đây là một cái rất trọng yếu cảnh giới, thiên nhân giao cảm lại lên cấp lời nói, chính là thiên nhân hợp nhất. Mà nội thiên địa tiếp xuống tu hành, cũng là đem nội thiên địa cùng thiên địa tương hợp, cấu thành thiên địa pháp vực. Thiên địa pháp vực xuất hiện, đây chính là võ đạo nhất phẩm. Đậu Trường Sinh ngay tại vững chắc lấy bản thân nội thiên địa, nhìn lấy nội thiên địa xuất hiện về sau, không ngừng bắt đầu mở rộng, sau cùng đến cực hạn, sau đó hư huyễn nội thiên địa, dần dần bắt đầu cố hóa xuống tới. Đậu Trường Sinh còn nhớ đến, lúc trước chính mình thế nhưng là ăn không ít nội thiên địa thua thiệt, giống là lần đầu tiên tao ngộ Đông Phương Thái A, đối phương cũng là thiên nhân giao cảm, vận dụng nội thiên địa, linh tộc sứ giả tử vong một án, chính mình chủ động đi quốc sư chỗ đó, nhưng cũng là ăn một cái thiệt thòi. Hiện nay trong bất tri bất giác, chính mình cũng mở ra nội thiên địa. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía mình nội thiên địa, có thể rõ ràng trông thấy nội thiên địa không là rất lớn, ước chừng cũng chính là tương đương với sân bóng lớn nhỏ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bàn về lớn nhỏ lời nói, khẳng định là vượt qua còn lại vừa mới đột phá võ giả. Cái này nội thiên địa tương lai còn có tăng trưởng không gian, hiện nay xa hoàn toàn không phải cực hạn, cái này nội thiên địa lớn nhỏ đậu trường sinh không thèm để ý, để ý là cái này nội thiên địa, âm phong trận trận, mơ hồ vang lên gào rít giận giữ thanh âm, giống như vạn quỷ tề khốc như là âm tàu địa phủ một dạng trong âm âm khí nhìn một cái thì không rõ đậu trường sinh thở dài một hơi không có biện pháp sự tình diêm la trấn ngục kinh ở chỗ này đây muốn là có thể nói vẫn là kim quan lóng lánh ánh sáng vạn đạo cái này nội thiên địa vừa ra mặc cho ai xem xét đều là thượng tiên giá lâm một lần nữa tập trung ý chí luyện khí một đạo đột phá luyện thể một đạo cũng không xa đậu trường sinh có thể cảm nhận được lại trải qua thêm mấy ngày quan cảnh đấu ma đồ lục, có thể đuổi tới. Đợi đến đột phá đến võ đạo nhất phẩm về sau, liền muốn bắt đầu thu hoạch được đến tiếp sau công pháp tu hành, không nên nhìn Diêm La trấn ngục kinh cùng phải đấu ma đồ lục, toàn bộ đều là trấn phái thần ma võ học, là có thể tu thành tiên thiên, nhưng liên quan tới thần ma tầng thứ tu hành, phàm tục tầng thứ căn bản không có. Đó mới là một bộ trấn phái thần ma võ học tinh hoa nhất bộ phận, cũng là vạn tộc phong tỏa lớn nhất nghiêm địa phương, hứa nhiều thần ma võ học đều tiết ra ngoài, đây là chuyện không có biện pháp, cấp bậc thấp bộ phận, học tập quá nhiều người, cho dù là nghiêm phòng tử thủ, cũng căn bản không phòng được. Một tên thần ma nếu là có tâm trộn lấy phàm tục hạ tam phẩm tu hành phương thức, ngươi làm sao phòng? Chỉ có thần ma về sau, mới có năng lực bảo trụ. Chuyện này không phải quá mau, khoảng cách đột phá thần ma còn rất xa. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía một chỗ ngồi, đó là hào quang màu tím lấp lóe địa phương, một cái màu tím bảo trương chính vị ở nơi này. Cái này màu tím vô cùng thâm thúy, đã đến cực hạn, nhưng y nguyên vẫn chưa lột xác thành màu cam bảo trương. Diệt Tông Thành liền đã hoàn thành, có thể trong dự đoán màu cam bảo trương không có thần ma đến tiên thiên thần ma, cái này vượt qua độ thật sự là quá lớn. Trước trước sau sau mấy cái nhiệm vụ, cái này đủ để nhìn ra trong đó độ khó khăn. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng có thể tiếp nhận, bình thường một cái màu cam bảo trương, đó cũng đều là chết thần ma mới lấy được. Nhiệm vụ như vậy cùng chết thần ma so sánh, đơn giản không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần lại cố gắng một chút, hoàn thành Diệt Quốc nhiệm vụ, như vậy thì có thể thu hoạch được màu cam bảo vệ tới Diệt Quốc đậu trường sinh lắc đầu cái này đã định trước sẽ không ở nhân cảnh hoàn thành thậm chí là chưa để hoàn thành xa vời phổ thông tiểu quốc khẳng định không được giống như cái này diệt công một dạng nhất định phải nhất định thể lượng mới có thể diệt quốc đem đại chu hủy diệt đây nhất định là có thể nhưng cái này làm trái đậu trường sinh bản tâm đậu trường sinh không lại bởi vì một cái màu cam bảo trương liền từ bỏ chính mình thủ vững có một ít chuyện có thể lui một bước như là tương thủy thần nữ sự tình có thể mềm một số nhưng sự tình nhất định phải cứng trắng cái này một cái bảo trương đậu trường sinh chần chờ một chút lại là không có lựa chọn lập tức mở ra mà chính là tính toán đợi đợi một thời cơ thời gian ước chừng cũng là long môn bảo trương cái này một loại đồ vật là một hy vọng là một cái ác chủ bài nghịch cảnh bên trong mở ra xem như sau cùng ý vào không chừng có thể lật bàn bình thường không có làm như vậy là bởi vì không có lửa xém lông mày sự tình mà lần này long môn khác biệt đậu trường sinh nội tâm là thấp thỏm nửa trước tràng không chút huyền niệm căn bản không cần lo lắng nhưng phần sau tràn lại khác biệt, thần ma đại chiến cùng một chỗ, chính mình liền không có cái gì tả hữu, sau cùng có thể thành công hay không, liền muốn nhìn nhân tộc cao tầng. Đông Hải Nước biển nối liền đất trời, cuồn cuộn một mảnh. Sóng biển thỉnh thoảng thật cao vung lên, sóng sau cao hơn sóng trước. Đột nhiên tự trong nước biển, thoát ra một đạo hắc ảnh, một đầu dài ước chừng 10 trượng quái ngư, tự giữa không trung thư triển thân cá, có thể rõ ràng trông thấy mang cá cùng vây cá, nhất là từng mảnh từng mảnh vẫy cá, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, hiện ra một mảnh thuần trắng chi sắc. Không giống nhau quái ngư rơi xuống tại trong nước biển, trong nước biển hiện ra to lớn miệng lớn, sau cùng vô tận sóng biển vọt lên, nhấc lên sóng biển cao chừng hơn trăm trượng, vốn là đã to lớn quái ngư, giờ phút này tại phía dưới đột nhiên thoát ra cá mập trước, hiển hiện cực kỳ nhỏ bé. Một miệng nuốt lấy quái ngư về sau, cá mập chậm rãi chìm vào trong nước, phù hiện ở trên mặt nước to lớn hắc ảnh, dần dần bắt đầu không thấy. Minh Long ngồi ngay ngắn đám mây phía trên, một cái tay chống cái cầm, bình tĩnh nhìn tình cảnh này cái tay còn lại tùy ý búng ra lấy vân khí giống như từng đóa từng đóa màu trắng cây bông vải một dạng không ngừng tại minh long trong tay biến ảo bộ dáng một bên đứng đấy một vị cao lớn đại hán khôi ngô hắn tướng mạo thô cùng mặt mọc đầy râu thân mang vải thô áo gai mi đầu thật sâu nhăn lại rất không nhịn được nói có việc liền nói không muốn lầm bà lầm bầm bất giả chi thành truyền đến tin tức quản hàng tiên tử đã hiệu triệu thiên hạ tráng niên tài tuấn tề tụ muốn tổ chức một trận xem mắt đại hội ứng long kích động lên đưa tay vỗ bộ ngực của mình nói, muốn nói thanh niên tài tuấn, ngoài ta còn ai? Cái này không phải liền là chuyên môn cho ta tổ chức sao? Nhất định là tiên tử biết ta tốt, cho nên mới sẽ làm như thế. Nhanh, không muốn trì hoãn ta đi bất giả chi thành. Minh Long ngón tay búng một cái, mây khí vần quanh bắt tay vào làm chỉ không ngừng lưu động, chậm rãi mở miệng nói, vạn hoa long mẫu đã rời đi, ngươi muốn là lại rời đi, tính cả còn lại du lịch bên ngoài, hoặc là lựa chọn bên ngoài ngủ say, trong tộc trấn thủ tiên thiên thần ma quá ít cũng chỉ còn lại ta cùng uyên thủy long nữ mấy người bây giờ chính vào thời buổi rối loạn vẫn là không muốn phản ứng ngoại giới tục sự cho thỏa đáng cái kia xem mắt đại hội ngươi có đi hay không đều không ý gì ngươi khẳng định không được chọn một câu nói kia xuất hiện ứng long giận dữ nói ngươi có ý tứ gì đố kỵ ngươi nhất định là đố kỵ ta dáng dấp đẹp trai phải biết ta cái này tướng mạo thế nhưng là đi qua thế nhân nghiệm chứng cái kia tự vô mệnh thì khen ta dáng dấp đẹp trai là thiên hạ nhất đẳng mỹ nam tử Minh Long thần sắc cứng đờ, hai người các ngươi cái tám lạng nửa cân, kỳ phùng địch thủ, khoa trương ngươi chính là khoa trương chính hắn, tự vô mệnh đương nhiên sẽ nói như vậy. Thì cái này tướng mạo, tính cách này. Sẽ ngâm thơ làm phú sao? Biết đánh đàn vẽ tranh sao? Cũng sẽ không. Muốn tài hoa không tài hoa, muốn tướng mạo không có tướng mạo. Người ta quản hàng tiên tử để ý ngươi mới là lạ. Cũng không biết hai người này, từ đâu tới mê chi tự tin, đều cho là mình là Mỹ Nam tử. Minh Long trầm mặt nửa ngày, Lúc này mới áp chế xuống trong lòng chỉ trích, trái lương tâm mở miệng nói, xem mắt đại hội nhất thời cũng sẽ không mở, phải cần một khoảng thời gian chờ đợi, ngươi bây giờ trong tộc dừng lại thêm một số thời gian, ta sẽ phái người mời Vạn Hoa Long mẫu trở về. Chỉ cần Vạn Hoa Long mẫu sau khi trở về, ngươi liền có thể tiến về bất giả chi thành. Ứng Long bất mãn nói, Vạn Hoa Long mẫu rời đi thời điểm, ngươi tại sao không nói? Hết lần này tới lần khác ta lúc rời đi, chủ động ngăn lại ta, ta nhìn ngươi chính là nhìn ta dễ khi dễ. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì chúng ta dạng này mỹ nam tử mỗi ngày phải thừa nhận các ngươi chỉ trích không nói còn muốn bị các ngươi khi dễ minh long mỉm cười nói chính là bởi vì ngươi là mỹ nam tử cho nên muộn đi một hồi đây không phải chuyện gì xấu muốn là đi sớm bọn họ nhìn thấy ngươi tự ti mặc cảm cả đám đều chật vật rời đi cái này chẳng phải là phá hủy xem mắt đại hội đến lúc đó quản hàng tiên tử không thích trực tiếp kết thúc xem mắt đại hội dạng này ngươi chẳng phải là đánh mất cơ hội ứng long vỗ tay một cái nói có đạo lý vô cùng có đạo lý Bọn họ muốn là tự ti, đều rời đi, xem mắt đại hội thì không mở nổi. Như vậy ta thì chờ một hồi, bất quá ngươi được nhanh điểm, cũng không thể đầy đủ chậm trễ ta xem mắt đại hội. Minh Long gật đầu nói, yên tâm. Tuyệt đối không trì hoãn ngươi ôm mỹ nhân về cơ hội. Ứng Long nở nụ cười, trực tiếp quay người rời đi, đưa lưng về phía Minh Long nói, ta đi Long Đình ngồi một chút, Viêm Hỏa Long quân có thể mời ta nhiều lần. Minh Long nhìn chăm chú lên Ứng Long bóng lưng, dần dần biến mất tại trong tầm mắt ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía xa phương thiên địa, cứ việc cách nhau nghìn vạn dặm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được linh cơ ba động. Kịch liệt linh cơ ba động truyền đến, tượng trưng cho nơi xa ngay tại bạo phát một trận kịch liệt đại chiến. Yến thần đế tự sau khi xuất quan, thì trực tiếp xông lên cửa, đến mức chút long một ngày không nhàn rỗi, cùng Yến thần đế đại chiến tiếp tục đến bây giờ, cái này nhưng có thời gian rất dài. Muốn là phân sinh tử, song phương cũng sớm đã kết thúc, cuộc chiến đấu này đều có ý khống chế, không có sinh tử chém giết, toàn bộ đều là nghiệm chứng nhiều năm tu hành. Cái này là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Chuyện xấu là bọn họ chiến đấu, đưa tới nhiều mặt thăm dò, bây giờ không biết bao nhiêu thần ma quan chiến, muốn nhờ vào đó thăm dò bọn họ hư thực. Chuyện tốt là chiến đấu đánh xuống, mới có thể lẫn nhau xúc tiến, một vị bế quan khổ tu, đây là không thể thực hiện được. Chỗ xấu rõ ràng, bất quá đối với bọn họ hai vị ảnh hưởng không lớn, thiên hạ hiểu được thời gian chi đạo quá ít, đây không phải bình thường người có thể thấy rõ, cho dù là nhìn chầm chầm vào, cũng là ngắm hoa trong màn sương. Minh Long mày nhăn lại, giờ phút này cảm thấy không đúng. Yến thần đế cùng chúc Long đại chiến cùng một chỗ, lại có vạn hoa Long mẫu đi bách hoa viên, bây giờ muốn là ứng Long cũng rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, Long tộc thì có ba tôn tiên thiên thần ma bị kéo lại. Cái này một con số đã rất lớn, thập đại chủng tộc mới có bao nhiêu tiên thiên thần ma, một bộ tộc cũng chính là 10 tên tả hữu. Long tộc bây giờ mới 10 tên, cái này liền đã chiếm cứ 3 phần 10, tỷ lệ đã phi thường cao lại tính cả bên ngoài du lịch hai vị kia, thoáng một cái long tộc thiếu một nửa tiên thiên thần ma, mà còn sót lại tiên thiên thần ma bên trong, viên thủy long nữ cũng vô pháp khiến người ta hoàn toàn yên tâm. viên thủy long nữ nếu là có vấn đề, đây không phải ít hơn nửa một tên tiên thiên thần ma vấn đề, đây là muốn thiếu hai vị nhất định phải có một tôn tiên thiên thần ma đi nhìn thẳng, thậm chí là ngăn chặn viên thủy long nữ. dạng này bỏ đi mình cũng chỉ có hai tôn tiên thiên thần ma, nếu thật là xảy ra chuyện, căn bản không đủ bảo vệ long tộc chu toàn. minh long khẽ lắc đầu khả năng mình cả nghĩ quá rồi, hiện nay vạn tộc đại sự một bộ tiếp một bộ, nhưng đều cùng Long tộc không quan hệ. Kế tiếp là thương tộc sự tình, tiến về thương tộc xem lễ, đây mới là trọng yếu nhất, bàn đào viên thế nhưng là Long tộc một mực mục tiêu, bây giờ có lý do quan minh chính đại tiến về, Long tộc là tuyệt đối không thể buông tha. Minh Long tuy nhiên nhận vì mình cả nghĩ quá rồi, nhưng lại là định đem ra ngoài du lịch gọi trở về, cái kia ngủ say ở bên ngoài không có cách, thời gian không được, không có đại sự không thể kinh động đối phương dạng này trở về một tôn tiên thiên thần ma, làm ứng long lúc rời đi, vạn hoa long mẫu cũng có thể trở về, trong tộc duy trì sáu tôn tiên thiên thần ma, cái này sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Không có có sức mạnh có thể không kinh động long tộc, sau đó một lần hành động đánh tan sáu tôn tiên thiên thần ma. Thật có lực lượng như vậy, long tộc hủy diệt cũng không quan. Duy trì 10 tôn tiên thiên thần ma tại Đông Hải bất động, cái kia là chuyện không thể nào, long tộc cũng là muốn phát triển, có thể không chỉ là du lịch, cũng là vì long tộc làm một ít chuyện. Minh Long ánh mắt thâm thúy, ngón tay xua tan vân khí, chậm rãi hướng về uyên nước mà đi. Trong lòng cái này một cái không tốt dự cảm, có thể cùng uyên thủy long nữ tâm sự. Thu hoạch được một số uyên thủy long nữ ý kiến. Chương 616, Thiên hạ đại loạn. Gần nhất một thời gian. Thiên hạ một ngày ba kinh, một ngày ba chấn. Từng kiện từng kiện đại sự liên tiếp xuất hiện. Quy chấn thiên hạ, truyền thừa ngàn năm cửu đại thượng tông, bây giờ có thể nói là liên tiếp ra chuyện. Lần trước có này biến hóa, vẫn là hơn 200 năm trước, gần như 300 năm sự tình, cái kia đã là tiền triều sự tình. Cửu Đại Thượng Tông xuất hiện biến cố, cửu U Minh Giáo tự trong đó xóa tên. Hiện nay cửu Đại Thượng Tông, Nga Mi Phái diệt, Vạn Pháp Tông cùng Đại Nhật Tông liên tiếp chết tông chủ, bây giờ Hợp Hoang Tông cũng diệt. Cửu Đại Thượng Tông nội tình thâm hậu, cho dù là sơn môn bị diệt, nhưng cũng là tử nhi bất cương, bọn họ đông đảo ngoại môn đệ tử, hoặc là bí truyền đệ tử, bên ngoài du lịch, thành lập tại thiên ngoại thiên chi nhánh chờ một chút, đây cũng là không kém lực lượng thời gian ngắn hội tụ vào một chỗ, cũng là có thể lại một lần nữa lập phái. Nhưng tất cả những thứ này cũng là cần thời gian, mà cửu đại thượng tông liên tiếp hủy diệt tốc độ, lại còn muốn so trọng kiến đến nhanh. Cái này đối với thiên hạ trùng kích cực lớn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, mưa gió muốn tới. Không. Là đã tới. Nga mi phái còn tốt, đây là hủy diệt tại dị tộc chi thủ, nhưng hợp hoang tông cũng là bị triều đình tiêu diệt. Như bực này ma đạo số lượng lớn, làm sao có thể tiêu diệt sạch sẽ, chỉ là đại bộ phận hạch tâm lực lượng bị diệt, còn có một bộ phận hạch tâm còn sống sót, thậm chí là một số bí ẩn lực lượng, bây giờ toàn bộ đều bình an. Tây Nam, Vân Châu, Vân Thành. Đây là Vân Châu Hạch Tâm, cũng là một tòa huyện, quận, châu tam đại quan phủ cơ cấu, đồng thời chỗ một tòa thành thị. Đây là lơ lỏng chuyện bình thường, trong thiên hạ tương tự nhiều vô số kể. Vân Thành cứ việc tại thiên hạ châu thành trung bình đạm không có gì lạ, bài danh cực kỳ lạc hậu, nhưng tại Tây Nam khu vực lại là đất phồn hoa. Vân quận thái thú giờ phút này ngay tại hậu đường bên trong lặp đi lặp lại dạo bước. Vân quận thái thú mặt trắng râu dài, râu dài buông xuống trước ngực, có tu bổ dấu vết, nhìn qua cực kỳ mỹ quan. Giờ phút này thân mang quan phục, mi đầu gấp khóa chặt, tốc độ tương đối lỗ mãn, hiển hiện lấy trong lòng tương đối bối rối, hợp hoang tông diệt. Cái tin này truyền đến, để vân quận thái thú lại cao hứng, lại hoảng sợ. Cao hứng là hợp hoang tông hủy diệt về sau, như vậy rốt cuộc không ai có thể khống chế chính mình, chính mình đem về khôi phục sự tự do, có thể hoảng sợ ở chỗ, triều đình đối hợp hoang tông ra tay, tiêu diệt hợp hoang tông đồng thời, khẳng định sẽ thu hoạch được hợp hoang tông đại lượng bí mật, chính mình mặc dù là một quận thái thú. Chưởng quản vân quận, tại vân châu bên trong cũng là đại quận, có thể đối với thiên hạ mà nói, vân châu quá lệch rồi, vân quận càng không có chỗ xếp hạng, không như trên châu đại quận, cũng không bằng trung nguyên phía dưới châu phồn hoa. Vân châu nói cho cùng, đây chỉ là phổ phổ thông thông một cái phía dưới châu, mà cũng bởi vì địa phương xa xôi, không gọi được phồn hoa. Cho nên địa vị của mình, tại hợp hoang tông bên trong tuyệt đối không cao, muốn là Vân Châu một còn tốt, thiên hạ 108 châu, cũng mới chỉ có 108 người, hợp hoang tông lại có thể khống chế mấy người. Khẳng định là phượng mau lân giác tồn tại, có thể một quận thái thú cái kia liền có thêm. Muốn là triều đình thu được hợp hoang tông danh sách, phía trên đem chính mình ghi chép lại, như vậy thì có thể làm theo y chang, chính mình cái này vân quận thái thú vị trí không chỉ là ngồi không vững, sẽ còn dẫn tới họa sát thân. Cho nên hiện tại vân quận thái thú rất mâu thuẫn, hoan hỷ cùng hoảng sợ không ngừng luân chuyển đạp 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 bước chân nặng nề âm thanh vang lên vân quận thái thú sau khi nghe thấy trong lòng giật mình vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại đã nhìn thấy một tên người khoác giáp dạ dày tướng quân vội vã nhanh chân đi đến trông thấy vân quận thái thú về sau trầm giọng mở miệng nói hoàng đường suy tính như thế nào bây giờ đều không quyết định chắc chắn được liền đợi đến ngươi cho một cái ý kiến đâu vân quận thái thú nhìn lấy đến phương giáo úy đình chỉ tốc độ sầu khổ thần sắc đã biến mất người đã khôi phục lại bình tĩnh không trả lời ngay mà chính là tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói, bọn họ đều đã khống chế được. Phương giáo ý gật đầu nói, thu hoạch được tông môn hủy diệt tin tức về sau, ta lập tức dựa theo hoàng đường ý tứ, lấy tông môn danh nghĩa đem bọn hắn triệu tập lại, chờ bọn hắn đến về sau, lập tức đem phủ đệ vây quanh, nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Không có ta tướng lệnh, bọn họ người nào cũng không thể rời đi, liền xem như châu mục cũng không thể mang đi người. Vân quận thái thú lúc này mới thở dài một hơi, người cũng dễ dàng ba phần nói, cái này một số người đều là tai họa ngầm, không khống chế bọn họ, bọn họ vì mạng sống, liền có thể đi châu một chỗ đó mật báo. Tuy nhiên vấn đề này không phải là tuyệt đối, khả năng bọn họ đối tông môn tương đối trung tâm, sẽ không đi làm cái này ăn cây táo rào cây sung sự tình, nhưng chúng ta không thể đánh bạc. Phương giáo ý gật đầu nói, Hoàng đường không cần giải thích, cái này một cái đạo lý ta đều hiểu, hiện nay khống chế bọn họ, trong thời gian ngắn còn tốt, muốn là một lúc sau, khẳng định phải ra chuyện, hoặc là xuất hiện biến cố. Cho nên là giết. Là thả. Vân quận thái thú thở dài một hơi, chính là cái đạo lý này, sau khi giết bọn họ, liền muốn đi đánh bạc triều đình không sẽ phát hiện bọn họ thân phận chân thật, không giết, như vậy thì chỉ có tạo phản. Có thể giết người đơn giản, ai có thể cam đoan tin tức liền sẽ không tiết ra ngoài, trước kia có hợp hoang tông áp chế, thao túng hết thảy, căn bản không có phương diện này lo lắng, bởi vì phản bội thành bản thật sự là quá lớn, liền xem như triều đình đều không gánh nổi bọn họ. Có thể hiện nay hợp hoang tông không có, nguyên một đám tâm tư cũng liền sống, ngay trong bọn họ không chừng sẽ lưu hạ ám thủ đến lúc đó hướng quan phủ mật báo sẽ dẫn tới quan phủ truy ra vốn là chuyện này cũng không có gì chỉ cần triều đình không có thu hoạch được danh sách cũng là không cần lo lắng hoàn toàn có thể đi đánh bạc một lần mấu chốt là bây giờ chấp chưởng triều chính chính là đậu trường sinh vị này không hổ là đương đại lớn nhất ma đầu lục thân bất nhận trở mặt vô tình hoàn toàn đã khắc ở trong xương bên trong chính hắn thì xuất thân ma đạo bây giờ thượng vị về sau dự đoán bên trong đối chính đạo hạ thủ tình huống chưa từng xuất hiện ngược lại trực tiếp đối ma đạo ra tay vừa ra tay cũng là long trời lỡ đất, hợp hoang tông trực tiếp không có. Cửu đại thượng tông bên trong, hết thảy cũng chỉ có tam tông là ma đạo, hiện bây giờ thiên ma tông hủy diệt, chỉ có đệ thập đại thiên ma một người, hợp hoang tông cũng hủy diệt, chỉ còn lại âm cực tông miễn cưỡng tồn tại. Trong dự đoán đạo tiêu ma trường không có xuất hiện, ngược lại cục thế đối ma đạo càng thêm bất lợi. Như đậu trường sinh loại này ma đầu, giết người căn bản không cần lý do, nếu như bị người mật báo, không chừng đậu trường sinh liền sẽ bằng này giết người. Vân quận thái thú suy nghĩ kỹ một chút, cái này một loại tỷ lệ không nhỏ, những người khác còn muốn mặc, làm sao cũng phải để ý một chút chứng cứ, có thể đậu trường sinh căn bản không cần. Nghe tin giết người, vu cáo có công chờ một chút, tương lai đều sẽ trình diễn. Cho nên đàng hoàng chờ đợi, tử vong tỷ lệ thật sự là quá lớn. Vân quận thái thú trầm mặt thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, hiện nay chỉ có ba con đường có thể đi. Thành thành thật thật chờ đợi tin tức, tương lai khả năng khoanh tay chịu chết, còn lại cũng là bí ẩn thoát đi, tương lai đem sẽ trở thành triều đình truy nã trọng phạm vượt qua đào vong sinh hoạt, muốn sống qua mấy chục năm, đợi đến đại chu ầm vang sụp đổ. Sau cùng cũng là tạo phản. Cùng khoanh tay chịu chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Đậu trường sinh phong cấm đổ phường cùng thanh lâu, cái này đã phạm vào kiên kỵ, lại có quan tinh đài kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, đại chu đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng, chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên, tất định thiên hạ hưởng ứng. Phương giáo ý mặt không biểu tình, đối với vân quận thái thú nói ra hổ lan chi từ, căn bản không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, hiển nhiên là tại phương giáo ý trong lòng, sớm liền nghĩ đến điểm này. Chầm chậm mở miệng nói, từ bỏ hết thảy đào vong, muốn chỉ là ta một người còn tốt, có thể cả nhà từ trên xuống dưới, có chừng 10 ngụm người, cái nào một người đều không bỏ xuống được. Nhiều người như vậy, mục tiêu thật sự là quá lớn, căn bản đào thoát không rơi đại chu truy sát. Mà cũng là nhất thời không có việc gì, trải qua hốt hoảng chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian, ta cũng là chịu không được. Ngồi chờ chết càng là không được, cho nên chúng ta cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Tạo phản. Chết sớm, chết muộn, đều là muốn chết. Không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Vân quận Thái Thú nhìn lấy phương giáo ý, cũng phán đoán ra đối phương đến trước, liền đã đem hết thảy đều nghĩ thông rồi, vừa ngoan tâm nói, chúng ta đã là đại chu chi thần, không thể trực tiếp tạo phản. Cái này sẽ không lấy được được thiên hạ đại nghĩa, ngược lại bị thiên hạ trơ trẽn. Bây giờ đậu trường sinh nắm quyền, ức hiếp quân thượng, chúng ta muốn thanh quân trắc, hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ, chung chu quốc tặc. Như thế mới xem như có đại nghĩa, sư xuất có tên, lấy được được thiên hạ tán thành. Phương giáo úy trầm giọng nói, triều đình vô đạo, đều là quốc tặc làm loạn triều cương, chỉ có thanh quân trắc, đón về trước thái tử, mới có thể quét sạch yêu phân, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Vân quận quá phòng thủ tới trước hai bộ, đi vào giá vũ khí tử trước, đưa tay nắm lên một thanh tam xích trường kiếm, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến, đồng thời mở miệng nói, nên sớm không nên chậm trễ. Thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên, đây tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ có chúng ta danh tiếng cao, mới có thể bảo trụ người nhà, sẽ có nghĩa sĩ tương trợ mượn cơ hội mời tên mua nhìn mà chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ mà không phải hẳn phải chết không nghi ngờ vân quận thái thú một đôi mắt tràn ngập một đám lửa đây là giả tâm hỏa diễm tả hữu bất quá một chết không bằng chết oanh oanh liệt liệt ra sức đánh cược một lần thất bại vạn sự đều yên muốn là thành công như vậy có thể tự thẳng tới mây xanh phương giáo ý cũng nhanh chân đi đến ngưng trọng mở miệng nói đi trước thành đông chúng ta bây giờ cần cái kia một số người trợ lực Lấy được đến bọn hắn chống đỡ về sau, chúng ta mới có thể đi khống chế Vân Thành. Vân Quận Thái Thú đưa tay, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần thiết. Cái kia một số người ý kiến không đồng nhất, tâm tư lộn xộn, muốn lấy được đến bọn hắn chống đỡ, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, có thể hiện nay quý giá nhất chính là thời gian. Trực tiếp đi Châu Mục Phủ, lúc này chính là trực ban thời gian, quan viên cơ bản đều là tại, chỉ cần giết Châu Mục cùng quan lại bọn người, Vân Châu trên dưới không còn có lớn hơn ta quan viên, ta tiếp quản Vân Thành danh chính ngôn thuận đến lúc đó lại đi gặp bọn họ bọn họ cùng chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu giết chết châu một tội danh bọn họ cũng muốn gánh vác liền xem như đi đầu quân đại chu đại chu cũng là sẽ không cần sẽ giết bọn hắn minh chính điển hình bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ cùng chúng ta một con đường đi đến đen lại mượn nhờ lấy lực lượng của bọn hắn chúng ta bắt đầu nắm giữ vân châu phương giáo ý gật đầu nói ta cái này đi điều binh vân quận thái thú vung tay lên nói không cần điều binh động tỉnh quá lớn hiện nay khống chế cái kia một số người bọn họ đều là người trong nhà, không có trực tiếp phản kháng, miễn cưỡng còn có thể không kinh động Châu Mục, có thể đại quân xuất động, Châu Mục khẳng định có phản ứng. Chúng ta vị này Châu Mục đại nhân, cứ việc không thành sự, lấy gia thế thượng vị, có thể cũng không phải vô năng, là một cái thuần phế vật. Bằng vào hai người chúng ta, lại có gia đình cùng nha dịch đầy đủ. Làm vân quận Thái Thú đi ra Thái Thú Phủ lúc, Thái Thú Phủ bên trong cửa lớn, không ngừng có gia đình cùng nha dịch đi ra, bọn họ cứ việc trang phục không đồng nhất, có thể đi vào vân quận Thái Thú phía sau về sau, lại là sắp hàng chỉnh tề thành đội, mà lại không ít chính đang mặc giáp. Phương giáo ý liếc mắt nhìn chầm chầm vân quận thái thú, rất rõ ràng sự tình, vị này cũng là đã sớm chuẩn bị, trong bất tri bất giác liền đã đem thái thú phủ người không có phận sự đều cho thay thế đi, toàn bộ đều là tinh nhuệ binh lính. Cả đám thẳng đến châu Mục Phủ, nơi đây khoảng cách châu Mục Phủ không phải quá xa, khi đi tới châu Mục Phủ lúc, châu Mục Phủ cũng thu được tin tức, bây giờ đại môn đóng chặt, một người lính cũng nhìn không thấy. Phương giáo ý thần sắc biến đổi, vân quận thái thú mặt không biểu tình nói, không cần phải lo lắng. Châu Mục liền xem như thu hoạch được tin tức, cũng không có năng lực mở ra đại trận, làm hợp hoang tông tin tức truyền đến, ta thu hoạch được tin tức trước tiên, ta liền đã điều động tâm phúc phá hủy, bây giờ nơi này chỉ là một tòa phủ đệ mà thôi. Ta hải tam thiên tự ra làm quan thì theo vân thành làm quan, trăm năm qua quan viên biển chìm nổi, không phải là không thể tăng cao, mà là ta không muốn mà thôi. Tiến thêm một bước, tất nhiên trở thành tông môn trọng điểm khống chế đối tượng, đi hoàn thành trong tông môn nguyên một đám hà khắc yêu cầu, căn bản không được tự do, ngược lại không bằng đảm đương một tên thái thú không chút nào thu hút sống tiêu dao tự tại đáng hận trước kia tỉnh tỉnh mê mê lên hợp hoang tông đầu này thuyền hỏng một ngày nhập ma đạo cả đời lại không đến đào thoát bây giờ không có đường lui nữa chỉ có thể tiếp tục đi tới đức thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên không chỉ là danh vọng cũng là lực lượng thiên hạ tạo phản người ngàn ngàn vạn khả năng đầy đủ bị ghi chép lại tên ghi vào sử sách lại có mấy người bây giờ tạo phản là thiên hạ đại thế chỉ cần chúng ta thanh thế cũng đủ lớn như vậy tuyệt đối sẽ có người tư giúp bọn ta. Phạm nhân tranh long, thần binh tranh vận, có thể sau cùng công thành người chỉ có một kiện. Còn lại toàn bộ đều là vật làm nền, nhưng vì sao bọn họ y nguyên nhiều lần vào tràng. Còn không phải là bởi vì người thắng thu hoạch được lớn nhất số lượng, hưởng thụ tân triều 500 năm cung phụng, có thể bại người cũng có thể đạt được lợi ích. Loạn thế tam tinh, lần lượt xuống tới, cũng rốt cục có bán thần binh tấn thăng thần binh. Mà còn lại thần binh, chỉ nếu không muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, chỉ ham nhất thời ngắn lợi, như vậy ta hải tam thiên, cũng là nó tất nhiên lựa chọn. Ta lấy mệnh cho hắn, nó cho ta lực lượng. Cầu sống trong chỗ chết, tranh thủ một đường sinh cơ, coi như sống không được, cũng muốn ghi tên sử sách, quanh quanh liệt liệt mà chết. Cầm xuống vân thành, nắm giữ quan quân về sau, chúng ta lập tức lao thẳng tới Thường Châu, cái gì kinh doanh? Cái gì làm gì chắc đó? Hết thảy đều không cần, chúng ta muốn cũng là thanh thế. Hải Tam Thiên nói năng có khí phách, khỏe mạnh khái sụt sôi, có thể trong ánh mắt ánh mắt xéo qua, lại là quan sát đến phương giáo ý thần sắc, trông thấy phương giáo ý hiện ra ý động, thậm chí là xuất hiện hàng quan. Hải Tam Thiên trong lòng nhất an, việc này ổn. Kẻ chết thay có, đến đón lấy thì là làm sao thần không biết, quỷ không hay biến mất. Đi đạp mã thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên. Ai đi người đó chết. Lão tử cũng không có sống đủ đây. Chương 617, Long Môn mở ra trước chuẩn bị. 17 tháng 8. Vân quận Thái Thú trước hết giết châu mục, lại giết tất cả quan viên lớn nhỏ hơn 30 người, lấy thanh quân trắc, lấy quốc tạc vì danh, hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ khởi binh. 19 tháng 8 Vân Châu khởi nghĩa đầu tiên về sau, giống Châu Vương Thị Huynh Đệ, dốc hết gia tài, chiêu mộ tráng sĩ, khởi binh hưởng ứng. 20 tháng 8 Bình Châu huyện lệnh, khởi binh hưởng ứng. Từng đạo từng đạo khẩn cấp tin tức, không ngừng lan truyền đến thần đô. Đêm nay tại vững chắc cảnh giới đậu trường sinh kinh động đến, đã xuất quan tự mình quan sát tin tức. Nhìn lấy nguyên một đám tin tức xấu, cái này một số không xuất hiện trước, đại chu trời yên biển lặng, căn bản không nhìn thấy loạn tượng, nhưng khi có người vung cánh tay hô lên về sau, thiên hạ đã hỗn loạn lên. Cứ việc lên mặt xuất hiện, không phải đại Tây Nam, cũng là đại Tây Bắc, toàn bộ đều là xa xôi chi địa, cũng đều là địa phương nghèo, căn bản không phải Giang Nam hoặc là Trung Nguyên những thứ này sung túc chi địa. Nhưng cũng có thể nhìn ra dấu hiệu, giả tâm gia có thể nói là tầng tầng lớp lớp, ở trong đó có đầu nóng lên, trực tiếp chỉ làm phản, nhưng đại bộ phận đều là bị đẩy ra pháo hôi. Bây giờ cái này một số phản loạn, xa còn lâu mới có thể rung chuyển đại cục, có thể điều này cũng không có thể xem thường, bởi vì điều này đại biểu lấy một cái dấu hiệu, tương lai thiên hạ hội càng ngày càng hỗn loạn. Có thể nói đây là kéo ra thiên hạ đại loạn màn che, cho nên đậu trường sinh thần sắc thật không tốt, dù là biết rõ tình cảnh này, căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không ngăn cản được, nhưng trong lòng bên trong đậu trường sinh vẫn là không muốn phát sinh. Đại loạn cùng một chỗ, không biết muốn chết bao nhiêu người. Bình thường vương triều thay đổi còn chưa tính, khi đó là thói quen khó sửa, tích lũy 500 năm mâu thuẫn một khi bộc phát, không có khả năng tiếp tục áp chế xuống, nhưng hiện tại đại chu tại kéo dài cái một hai trăm năm, đây không phải vấn đề gì. Đậu Trường Sinh đưa tay đặt tại trên sổ con, càng thêm chính xác mà nói, là tại quốc tặc hai chữ phía trên, không khỏi thở dài nói, quan tinh đài một chuyện, mặc dù là phía trên ý chí, từ thủ phụ không cách nào chối từ. Có thể đến cùng làm quá mức, đến mức thành là quốc tặc. Từ trường Khanh Yên ổn ngồi ngay ngắn trên ghế bành, bình tĩnh bưng chén trà, chính uống nước trà lúc, đột nhiên nghe thấy một câu nói kia, kém một chút cầm trong tay chén trà vứt. Quốc Tặc nói chính là mình. Cái này nói đùa cái gì? Cái này Quốc Tặc rõ ràng nói cũng là đậu trường sinh. Chính mình cứ việc bị chửi vì gian tướng, có thể còn chưa tới Quốc Tặc cấp độ, cái này Vân Quận Thái thú vung cánh tay hô lên, khắp nơi hưởng ứng, tặc khấu xuất hiện lớp lớp, cái này còn không phải là bởi vì ngươi đậu trường sinh thanh danh không tốt. Từ Trường Khanh cũng không cho rằng mình đã xấu đến có thể cho thiên hạ hưởng ứng cấp độ. Tuy nhiên rất muốn phản bác, có thể từ Trường Khanh sau cùng khắc chế miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói thái sư nhân nghĩa vô song lòng mang thiên hạ cái này một số phản tặc thật sự là không thức thời không biết thái sư dự định điều động ai đi bình định bây giờ trong triều đình danh tướng tụ tập bình định phản loạn dễ như trở bàn tay lựa chọn thật sự là nhiều lắm đậu trường sinh trầm ngâm muốn nói triều đình đại tướng như vậy đương nhiên là đại tướng quân dương khai thái vị này tuy nhiên không bằng tiêu thiên hữu hiển hách là bởi vì đại tướng quân dương khai thái không có như thế nhất chiến công thành chiến tích nhưng không phải nói dương khai thái chiến tích không được mà chính là Dương Khai Thái lập công vô số, công lao này to to nhỏ nhỏ, chung vào một chỗ rất lợi hại, đơn độc một kiện thiếu chút nữa ý tứ. Bất quá Dương Khai Thái là đại tướng quân, nội các các thần, muốn là phương Nam đều là phản, có thể ấn xoái xuất chinh, hiện nay có một ít đại tài tiểu dụng. Còn lại chúng tướng bên trong, đậu trường sinh đều tương đối lạ lẫm, đây nhất định muốn điều động tâm phúc tiến về, cho nên rất nhiều thích hợp lựa chọn, hết thảy cũng bắt đầu không được tuyển. Loại này vương triều những năm cuối, kiên kỵ nhất cũng là đại tướng xuất chinh, nếu là hắn đánh một cái một năm nửa năm, đến lúc đó đại quân liền muốn biến tính, trở thành hắn tư gia quân. Không ít người chọn phù hiện ở trong lòng, tuy nhiên bây giờ đáng tin tâm phúc không nhiều, nhưng không ít đều là rất hữu dụng, Đậu trường sinh mở miệng nói, thăng phí lỗi vì bình thấu tướng quân, tiến về thường châu triệu tập Tam châu chi binh, bình định Vân châu chi loạn. Tam châu chi lực, bình định Vân châu chi loạn, đây không phải một việc khó, dù sao Vân quận thái thú phản, không phải châu mục. Vân châu đại bộ phận khu vực, không phải Vân quận thái thú trực tiếp quản hạt chi địa chắc chắn sẽ không phục vân quận thái thú đối với cái này cái thứ nhất phản loạn người đương nhiên là muốn giết gà dọa kỹ, đậu trường sinh nghĩ nghĩ vẫn là ổn thỏa một số lại tăng thêm một câu nói điều đại lương trọng giáp binh tiến về lại thỉnh thần hầu xuôi nam tọa trấn thường châu trưởng quản thường mây chờ bốn châu lục phiến môn phụ trợ phí lỗi bình định phản loạn từ trường thanh chậm rãi gật đầu căn bản không có bất luận cái gì đáng nghi cho dù là lấy thần hầu địa vị cần phải lấy hắn làm chủ nhưng ai để phí lỗi người ta quản đậu trường sinh gọi huynh trưởng thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, phí lỗi địa vị hôm nay từ từ hướng lên tăng, nghe nói đậu trường sinh có ý hướng đại nhật tông yêu cầu hút nhật đông thăng đồ một cái danh ngạch, làm tốt phí lỗi đúc lại căn cơ, thu hoạch được càng tiến một bước tiềm lực. Đây cũng không phải là việc khó gì. Muốn là trước kia có người có can đảm làm càng như vậy, đại nhật kinh thần xích đã sớm đập xuống, liền xem như đại chu đều gánh không được, nhưng bây giờ đại nhật tông, cũng liền như vậy. Tuần tự chết hai đại tông chủ, tông môn bên trong cũng loạn, cái này cũng không phải muốn hút nhật đông thăng đồ không trả, chỉ là để phí lỗi thu hoạch được tu hành tư cách, lại không đi kế thừa đại nhật tông. Nỗ lực cái này chút đại giới, thì không cần lại lo lắng đậu trường sinh tính kế, dẫn đến tương lai khả năng diệt tông. Cái này tại từ trường thanh xem ra, là phi thường có lời sự tình. Đậu trường sinh còn muốn tiếp tục kể ra, đột nhiên sững sờ, lời nói im bặt mà dừng, sau đó di động ánh mắt, nhìn về phía một bên tiền tiểu tam nói, tam tỷ đối quan tinh đài xử lý, hiện nay không muốn nóng vội. Chậm rãi tan trả rã bọn họ, trực tiếp lôi đình thủ đoạn, không phải là không thể được, chỉ là ta đến đón lấy không có tinh lực bận tâm. Tam tỷ chính mình nhìn lấy làm, võ tài thần sẽ chuyên môn phụ trợ tam tỷ, tam tỷ đối võ tài thần cũng so với vì quen thuộc, cũng không cần ta thêm nhiều căn dặn. Đậu trường sinh nhìn về phía từ trường khanh nói, triều đình chính vụ thì phiền phức từ thủ phụ, ta sẽ an bài lương tiên sinh phụ trợ, vì từ thủ phụ chia sẻ áp lực. Đậu trường sinh vội vàng sau khi nói xong, thì đứng dậy, hướng về hậu đường đi đến. Đi vào trong hậu đường về sau, đã nhìn thấy tự vô mệnh đang đứng tại một bức tranh sơn thủy trước, chính đang thưởng thức hỏa tác. Cảm nhận được đậu trường sinh đi vào về sau, tự vô mệnh chậm rãi nói, hút nhật đông thăng đồ không muốn cầm, lữ hút nhật coi trọng nhất thể diện, không phải dễ treo. Mặc dù hắn đối phàm tục không quá để ý, nhưng cũng không thể đầy đủ khiến người ta dạng này rơi xuống mặt mũi, đi tìm vạn pháp tông, vạn pháp đạo nhân sẽ không để ý, ngươi liền xem như đem vạn pháp tông đoạt, cũng sẽ không có sự tình. Đậu trường sinh sững sờ, cái này bắt đầu nói từ đâu a? À? chính mình cái gì thời điểm muốn hút nhật đông thăng đồ, đây chính là đại nhật tông trấn phái thần ma võ học, có thể nói là lữ hút nhật căn bản, há là người ngoài muốn học liền có thể học. Muốn là đậu trường sinh không cùng thần ma tiếp xúc thời điểm, như vậy ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, khi đó còn cho rằng cửu u đao có thể chiếm lấy, diêm la trấn mục kinh, tùy tiện học. Bây giờ đậu trường sinh phát hiện, cái này một ít gì đó đều là kéo đạm, tránh thức liên quan đến truyền thừa đồ vật, không có có thần ma cho phép, ngươi học cái rắm. Đại Nhật kinh thần xích ngươi cướp đến tay, sau một khắc liền sẽ cho ngươi một cái quay đầu móc. Tự Vô Mệnh không có nói chuyện nhiều, đây là đề điểm một câu, có nghe hay không thì mặc kệ, hậu quả đều cảnh cáo, ngươi không nghe, vậy sẽ phải chính mình gánh chịu ác quả. Muốn là người bình thường, đó là người trưởng thành muốn vì chính mình phụ trách, chính mình vị này tiểu lão đệ, khẳng định không biết tâm lý đánh ý định quỷ quái gì đâu. Không chừng chính mình ngăn cản, phá hủy tiểu lão đệ tính kế đây. Ánh mắt nhìn về phía quỷ này tinh quỷ tinh tiểu lão đệ, Tự Vô Mệnh tiếp tục mở miệng nói, ta lần này đến là muốn mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Long môn đem mở, có một ít chuyện cũng nên làm. Tự vô mệnh ánh mắt nhìn về phía phía đông, thâm ý sâu sắc nói, có lúc ngươi vô cùng muốn làm một chuyện, có thể hết lần này tới lần khác không thể bại lộ chính mình chân thực ý nguyện, phải làm bộ chính mình không muốn làm. Đậu trường sinh hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, một câu nói kia nghe hiểu, đây là tại nói long môn, nhân tộc vô cùng muốn mở ra long môn, có thể chuyện này không thể từ nhân tộc làm, không phải vậy long tộc khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều, đến lúc đó long tộc đề phòng, lại nghĩ chiếm lấy long môn độ khó khăn thì tăng trưởng. Chỉ có làm long tộc đưa ra mở ra long môn, hết thảy đều là bọn họ chủ động, mới sẽ không để long tộc sinh nghi. Đánh một cái rất thô thiển ví dụ, cũng là một nữ tử đêm khuya đi tại đầu đường, đối mặt một tên nam tử, liều mạng giải dụa, không ngừng phản kháng, có thể sau cùng không thể làm gì. Nhưng hết lần này tới lần khác sau đó nữ tử hút điếu thuốc, đến một câu phế vật, sau đó nghênh ngang rời đi. Ngươi nói đây là ai ăn thiệt thòi. Tự vô mệnh cho đậu trường sinh phản ứng thời gian, đợi đến đậu trường sinh tỉnh táo lại về sau, mới tiếp tục nói, Long Môn lúc trước nói là 10 năm kỳ hạn. Có thể đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, muốn nói lúc trước Đông Hải phía trên, chúng nhiều thần ma vẫn là tương đối tin tưởng, nhưng hiện tại sợ là bọn họ nửa chữ đều không tin. Đây cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Bây giờ làm Long Môn sớm mở ra lời nói, vạn tộc chắc chắn sẽ không kinh dị, mà chính là cho rằng vốn nên như vậy. Cho nên đến đón lấy ta dẫn ngươi đi Đông Hải, ngươi tự mình dẫn động Long Môn. Phương diện này ngươi tương đối quen thuộc, thì cùng ngươi bình thường làm sự tình một dạng. Tự Vô Mệnh nghĩ nghĩ, bắt chuẩn một cái thí dụ mẫu nói, tự như là Tiêu Viên một lần kia, bọn họ chủ động dẫn ngươi tiến đến, một bộ đem ngươi trở thành tế phẩm, ăn chắc ngươi tư thế. Lần này ngươi thì cùng một lần kia một dạng, để Long tộc cho là mình nhặt được tiện nghi, trong bóng tối hưng phấn không thôi, sau đó cao hứng bừng bừng mở ra Long môn. A. À. Tự Vô Mệnh kinh ngạc một tiếng, đột nhiên phát hiện vấn đề này giống như a, à, thật cùng Tiêu Viên một lần kia không sai biệt lắm là long tộc chủ động mời đậu trường sinh đi, sau đó mở ra long môn, đem đậu trường sinh xem như vật hy sinh, sau đó sau cùng vừa bồi phu nhân lại chiếc binh. Chi tiết khác biệt, có thể đại khái tiết tấu không kém. Đậu trường sinh trực tiếp lắc đầu nói, đại ca nói giỡn. Tiêu viên một lần kia, ta là người bị hại, là bị cửu u minh giáo thánh nữ hại, chỉ là may mắn gặp dịp. Làm sao gây nên long tộc hào hứng, sau đó mở ra long môn, phương diện này ta thật sự là sẽ không. Tự vô mệnh duỗi tay nắm lấy đậu trường sinh cánh tay, kéo dắt lấy hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời mở miệng nói, nơi này không có người ngoài, thì ngươi ta huynh đệ hai cái. Không muốn khiêm tốn đóng kịch, xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Ta coi trọng ngươi. Chương 618, ta ngao xuân muốn cuộc khởi. Đông Hải. Đã cách nhiều năm sau. Đậu trường sinh lại một lần nữa đi tới Đông Hải, dẫm đạp tại trên mặt biển. Đậu trường sinh nhìn qua nơi xa không ngừng dân trào sóng biển, một mình đứng ở Đông Hải bên trong, giống như dọc nước trong biển cả, bỗng cảm giác tự thân nhỏ bé, khí dốc hết ra lạnh ta đậu trường sinh cái gì thời điểm mới có thể đứng lên có thể làm một vị người tốt long môn mở ra màn che vậy mà hết toàn giao cho mình có thể chính mình là một người tốt thật không hiểu cái gì hố người càng thêm không am hiểu gạt người có thể hết lần này tới lần khác không chỉ là tự vô mệnh cho rằng như vậy cái kia thiên cơ lão nhân cũng tán thành hắn tới không nói còn đem tự vô mệnh mang đi vấn đề này toàn bộ đều giao cho mình đậu trường sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương nhìn lấy bát ngát đại hải mộng triệt để mộng chính mình hiểu cái chủ y nếu không phải là cùng long môn có cảm ứng có thể phán đoán ra long môn phương vị hiện nay đậu trường sinh cũng là hai mắt đen thui căn bản chính là cái gì cũng không biết đậu trường sinh vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu minh tư khổ tưởng lên như thế nào mới có thể để long môn gây nên long tộc chú ý hết lần này tới lần khác còn chưa thể để nhân tộc phát hiện đúng thế đây là một cái vô cùng phức tạp khái niệm long môn muốn có dị động long tộc có thể cảm giác chiếm tiện nghi có thể hết lần này tới lần khác nhân tộc nơi này không thể phát hiện, không phải vậy xong mới có thể chiếm tiện nghi, vậy thì tương đương với long tộc không chiếm tiện nghi. Cái này rất lượng quanh, có thể đạo lý chính là cái đạo lý này. Tiện nghi đại ca là thực sự tin tưởng chính mình, căn bản không cho chính mình cùng trấn thủ long môn chỗ nhân tộc thần ma phương thức liên lạc, cho nên muốn đối phương cùng một chỗ diễn xuất, đi lừa gạt long tộc, đó căn bản không làm được. Liền xem như cho phương thức liên lạc, cũng chỉ là thuận tiện một số, cũng không thế để nhân tộc thần ma làm một tên kẻ điếc, người mù. Long tộc cũng không ngốc, người ta cũng thông minh, muốn là nhân tộc thần ma rõ ràng có thế phát hiện, sau cùng giả bộ như không phát hiện được, long tộc khẳng định sẽ cảnh giác. Cho nên một kiện khó khăn sự tình, thì đẩy cho mình. Nhân tộc thần ma không phát hiện được, còn hết lần này tới lần khác long tộc thần ma có thế phát hiện. Đậu trường sinh minh tư khổ tưởng, sau cùng phát hiện cũng chỉ có thể đầy đủ là một điểm, cũng là lấy long môn chủ động cùng long tộc sinh ra liên hệ. Tiếng thông tục cũng là viễn trình khống chế long môn, bắt đầu cùng long tộc người nào đó, không, không phải người nào đó, là Đông Hải Long Vương. Nhớ đến lúc trước Long Môn Đại Hội, trong đó cũng là nội tình trùng điệp, cũng là có một vị hậu trường giả tâm gia, ngao xuân vị này Đông Hải Long Vương, cũng không phải mở từ thiện. Để Long Hậu thai ngán bất diệt nguyên linh, mượn nhờ thiên địa luân hồi phát tắc, bắt đầu bù đắp bất diệt nguyên linh, đi phục tô lão tiền bối. Chỉ là suy nghĩ một chút, lại có mấy người nguyện ý đi làm. Khôi phục cũng sẽ không là chân chính lão tiền bối, bất quá là có lấy lão tiền bối ký ức lực hàng giả loại phương thức này phục sinh căn bản không hoàn chỉnh muốn trăm phần trăm phục sinh tại cái này thiên địa có thiếu niên đại bên trong là một kiện căn bản chuyện không thể nào ngao xuân phí tổn nhiều như vậy tư nguyên trước trước sau sau nỗ lực nhiều đời như vậy giá chắc chắn sẽ không thành toàn lão tiền bối mà chính là muốn để cho mình tiến thêm một bước thần ma con nối giỏi thành đạo khó khăn cái này không chỉ là nhân tộc dị tộc cũng là như thế chánh thức có thế thành đại đa số đều là ba xà loại này một bộ tộc một người ba xà bất tử không có khả năng lại có còn lại ba xà hậu nhân kế thừa ba xà danh tiếng, thu hoạch được ba xà chánh thức truyền thừa. Long tộc hiệu bàn nhân tộc, cũng lập xuống chân long đại thiên mệnh, chỉ là long tộc không có cái kia một phần nội tình, thể lượng không bằng nhân tộc, cho nên chân long đại thiên mệnh, sau cùng thành cũng chỉ là thần ma. Long tộc cũng phí tổn lên đại giới, liền như là ai còn mua không nổi một cái quả táo điện thoại di động, nhưng mua nổi, cùng đi mua là hai khái niệm. Một cái bình thường gia đình thật vất vả tích lũy một vạn, người để hắn đi mua, khẳng định không nguyện ý. Long tộc cùng cái này một loại tình huống không sai biệt lắm, cái này đệ nhất Đông Hải Long Đình, đã có khai sáng thái tổ hoàng đế, Long tộc nơi này xưng ưa thích xưng là Long Quân. Tổ tiên thành đạo, hậu nhân gặp nạn. Đại chu chết đi thái tông hoàng đế, lúc trước vì cái gì phát động đoạt cung chi biến, cũng là bởi vì thái tổ hoàng đế chính đang trùng kích thần ma, cái này muốn gãy mất thái tông hoàng đế tương lai. Thái tông hoàng đế thiên phú tuyệt hảo, lúc ấy cũng là võ đạo nhất phẩm, cũng là có thể chứng đạo, làm sao có thể cam tâm cả một đời phí thời gian đi xuống, sau cùng chết già tại trong cung, thậm chí là làm con trai đều sống không quá lão cha. Ngao Xuân không có cơ hội này, đi ngăn cản viêm long long quân chứng đạo. Bất quá Ngao Xuân là mở ra lối riêng, làm cái này thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để cướp thượng cổ chân long hết thảy, đến lúc đó chấp trưởng long môn, Ngao Xuân không cần nói chứng đạo thần ma, liền xem như tu thành tiên thiên thần ma, đây cũng là rất có triển vọng. Dù sao chỉ cần Ngao Xuân thành công, hắn liền không còn là viêm long long quân hậu nhân, mà chính là thượng cổ chân long sống thêm đời thứ hai. Cái này nhìn qua đơn giản, trong đó không biết có bao nhiêu nan đề, cần ngao xuân nhất nhất đi đánh hạ, không phải nói nói liền có thể thành. Đậu trường sinh hồi tưởng đến năm đó long môn hết thảy, cái kia bị trấn áp tại long môn bên trong thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, tự nhận là đắc kế, thật tình không biết đây đều là ngao xuân tính kế, chờ đợi lấy thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, bắt đầu khôi phục long môn, sau đó hắn tốt cướp đi hết thảy, tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau cho đến ngày nay làm địa vị của mình càng ngày càng cao, ánh mắt không ngừng tăng trưởng về sau, đã có thể nhìn ra trong này có rất nhiều mờ ám ở trong đó. Chỉ là ngao xuân lực lượng, là không thể nào đẩy mạnh như thế kế hoạch khổng lồ, cho dù là viêm long long quân tương trợ cũng không được. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, đây chính là vật phi thường trân quý, hơn nữa còn muốn để hắn tại long hậu trong bụng thai nén mà ra, bắt đầu mượn nhờ luân hồi phát tắc bù đắp tàn khuyết, đủ loại này đều là vượt qua phàm tục lực lượng, cái này hậu trường nhất định có long tộc tương trợ nếu là có long tộc chống đỡ, cái này vô cùng hợp lý. Cái này một số vạn tộc mỗi người có tính kế, còn lại tiểu tộc tiếp xúc không nhiều, nhưng thập đại chủng tộc cho đậu trường sinh cảm giác, cả đám đều rất biết chơi. Thương tộc một cái ẩn nút kế hoạch, muốn không phải bại lộ lời nói, không ngừng chấp hành đi xuống, vạn tộc đều sẽ bị thương tộc ăn mòn trống không. Cho dù là đại tộc không tốt ăn mòn, có thể tiểu tộc đơn giản A, à, như là cái kia ảnh tộc một dạng, trong tộc không biết bao nhiêu năm tích lũy, đều bị thương tộc một mẻ hốt gọn, thương tộc mượn nhờ ảnh tộc đạo nguyên tích lũy, thành một tên tiên thiên thần ma nhưng mà này còn không nói còn đem ảnh tộc duy nhất một kiện tiên thiên thần binh đều mang đi tính gục cả hai phía ảnh tộc thua thiệt quá thảm rồi đây chính là ảnh tộc truyền thừa hy vọng tuy nhiên có hai tôn tiên thiên thần ma có thể một già một trẻ chính là cũ mới giao thế bảo trì nhất tộc một tên tiên thiên thần ma ngồi vững vàng trong vạn tộc du vị trí ảnh tộc phát triển đến một bước này không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực tân tân khổ khổ để dành tới vốn liếng hoàn thành thu chi thăng bằng bây giờ bị thương tộc cướp đoạt không còn triệt để xem như phế đi ảnh tộc chỉ chờ lấy lão tiên thiên thần ma một chết, thì sẽ trở thành vạn tộc hạ tầng, sau cùng khẳng định là hủy diệt vận mệnh. Lấy ảnh tộc ngày xưa thực lực, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, làm sao có thể không khi dễ một chút tiểu tộc, cướp đoạt tiểu tộc chỗ tốt, tiểu tộc có cừu báo cừu, có oán báo oán, ảnh tộc làm sao gánh vác được. Long tộc lần này thượng cổ chân long kế hoạch, nhìn qua quy cách không bằng thương tộc ẩn núp kế hoạch, nhưng kỳ thực đây chỉ là một bộ phận, muốn là đem thời gian tuyến kéo dài, cũng là thật vĩ đại một cái kế hoạch cái này một cái kế hoạch mở đầu không phải thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh bị sinh đẻ mà ra mà chính là thượng cổ chân long thi hài bị chú tạo long môn lúc cái này một cái kế hoạch cũng đã bắt đầu đây là đem phía trên cổ lão tiền bối thật sự là nghiền ép tới cực điểm sử dụng hết thượng cổ chân long thi hài về sau lại đem thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh lôi ra đến dùng kết quả cuối cùng là thượng cổ chân long thi hài chú tạo thần binh bất diệt nguyên linh bị tu hú chiếm tổ chim khách thậm chí là cực đoan một số đằng sau cái này bất diệt nguyên linh cướp hay không long tộc cũng không quá quan tâm, chỉ cần khôi phục bất diệt nguyên linh, sau cùng trí nhớ là lấy ngao xuân làm chủ, mà không phải thượng cổ chân long, như vậy bọn họ cũng là thành công. Lấy thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh quy cách, tương lai tu thành thần ma nước chảy thành sông, lại chứng được tiên thiên thần ma có một ít khó xử, có thể hy vọng cũng là cực lớn, kém nhất chấp trưởng long môn, cũng có thể thu hoạch được tiên thiên thần ma chiến lực. Nhất là long môn cùng kỳ đồng nguyên, có thể trăm phần trăm khôi phục, hoàn thành thần binh thăng hoa, tăng cường long tộc nội tình. Cái này một hạng kế hoạch, theo bắt đầu đến kết thúc cũng so thương tộc ẩn núp kế hoạch thấp có thể đây là long tộc bổ sung ngàn năm chi chiến sau chiến lược một loại phương thức thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc cũng không có thể xem thường Nhân tộc nơi này nhìn như không có kỳ thực chân long đại thiên mệnh cũng là một loại trong đó vĩ đại kế hoạch từ tiên tề đẩy mạnh mà sau cùng đạt được thành công lớn bàn về đến xa siêu việt hơn xa long tộc loại này long tộc loại này đều là mua bán một lần thật là long đại thiên mệnh khác biệt là có thể không ngừng ra tiên thiên thần ma trong đó điển hình nhất chính là mình tiện nghi đại ca, hắn chứng đạo mới hơn một nghìn năm, có thể đã uy chấn vạn tộc, vạn tộc bên trong có thể dám nói thắng dễ dàng lại có mấy người. Nhưng mà này còn ở vào tăng lên kỳ, thực lực còn tại bất chợt tới bay mảnh tiếng, tương lai sẽ càng thêm cường đại. Chỉ muốn nhờ lấy thượng của chân long bất diệt nguyên linh, tuyệt đối có thể kinh động Ngao Xuân, đến lúc đó liền có thể để Ngao Xuân báo cáo cho long tộc, sau cùng gây nên long tộc tham vọng. Đậu trường sinh đem cục thế trước sau chảy vuốt một chút, trong lòng thở dài một hơi, vừa mới thu hoạch được cái này một cái nhiệm vụ, đậu trường sinh còn là áp lực rất lớn, nhân tộc trước trước sau sau chuẩn bị lâu như vậy, chỉ là tiên thiên thần ma còn chưa hết một vị xúc động. Muốn là sau cùng bởi vì chính mình sắp thành lại bại, thật sự là xin lỗi tiện nghi đại ca tín nhiệm. Lần tiếp theo phải thật tốt giải thích, bản sự của mình có hạn, cũng không có bọn họ trong dự đoán lợi hại như vậy. Đậu trường sinh bắt đầu chủ động liên hệ Long Môn, từ nơi sâu xa phản phất có được một đạo sợi tơ, đã đem đậu trường sinh cùng Long Môn kết nối cùng một chỗ trước kia đậu trường sinh chỉ là có thể cảm ứng được long môn trong đó cụ thể làm sao không quá hiểu được hiện nay vị tại đông hải bên trong khoảng cách long môn rất gần lần này đậu trường sinh có thể mượn lấy long môn cảm nhận được nội bộ đại khái tình huống nương theo lấy đậu trường sinh chủ động cấu kết long môn bắt đầu đáp lại linh tính bắt đầu không ngừng khôi phục chậm rãi rung động động phản phất tại hoa nghênh đậu trường sinh đậu trường sinh vội vàng ác chế long môn linh tính khôi phục không dám để cho linh tính rung động sợ kinh động đến trấn thủ nhân tộc thần ma làm một tên nhân tộc bây giờ lại muốn tư thông ngoại địch không nói, còn phải ẩn giấu qua nhân tộc thần ma, cái này có thể nói là vô cùng khó chịu. Mượn nhờ Long Môn linh tính, đậu trường sinh có thể phân biệt ra được, Long Môn đứng ở dưới biển sâu, trước sau có hai đạo khí tức cường đại. Cái này hai đạo khí tức căn bản không còn che giấu, có thể cảm nhận được dường như còn như núi lửa một dạng, không biết tích xúc bao nhiêu lực lượng, nhất triều phun trào về sau, nhất định là long trời lỡ đất. Bàn về khí tức tới, hai người đều mạnh hơn ba xà nhiều lắm. Không cần nói là tử vong sau ba xà, liền xem như không có chết ba xà, cũng không bằng trong đó một vị, cái này nhất định là thần ma đỉnh phong, làm không cẩn thận mỗi người đều có tiên thiên thần binh. Cái này tiên thiên thần binh khả năng không phải chính bọn hắn, như hoàng đạo thần binh một dạng, là không có rõ ràng chủ nhân, nhưng phù hợp nhất định điều kiện liền có thể sử dụng cái kia một loại, không phải vậy cái kia hai tôn có tiên thiên thần binh thần ma, xuất hiện tại cùng nhau xác suất quá nhỏ. Song phương đối long môn trong coi cực kỳ nghiêm cẩn, còn kém đến một vị tiên thiên thần ma tọa trấn. Bất quá cái kia không có khả năng, tiên thiên thần ma quá trọng yếu, loại này tiên thiên thần ma chiến lực liền đã cực hạn. Đậu Trường Sinh thăm dò một chút, liền không lại đi quản hai tên thần ma, bắt đầu chủ động tháo bỏ xuống đối thượng của chân long bất diệt nguyên linh trấn áp, muốn kinh động Ngao Xuân, không cần đem thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh phóng xuất ra, là muốn đem thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh ba động truyền ra, sau đó lại tạo thành long môn linh tính khôi phục, cho Ngao Xuân một loại thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh chính đang thức tỉnh long môn, sẽ phải chấp chưởng long. Môn thành công cảm giác. Đông Hải Long cung. Phỉ thúy thành nói châu ngọc làm cát giao đài sinh yên liên hoa bảo đăng treo trên vách tường ánh sáng tàn rơi xuống đem chung quanh pha trộn thành một loại dương chi mỹ ngọc lộng lẫy đông hải long vương ngao xuân sâu trường sa xa màu xanh phía trên theo lên một gốc cành lá rậm rạp cây cuối ống tay áo miệng có đạm màu vàng kim sợi tơ vẽ phát thảo ra lá cây màu vàng ống rộng lớn ống tay áo vung vẩy tay áo nhẹ nhàng một cổ phóng đảng không bị trói buộc khí độ tự nhiên sinh ra ngao xuân chậm rãi đi đến ngọc bích phía trước nhìn lên trước mặt bóng loáng bằng phẳng ngọc bích phía trên hiện ra bích thanh ánh sáng, sau cùng bất ngờ phản chiếu ra cánh cửa khổng lồ. Ngao Xuân nhìn chăm chú cái này nguy nga sừng sững long môn, mắt rồng bên trong hiện ra vẻ phẫn nộ, không khỏi vươn tay cánh tay, một bàn tay trùng điệp đập vào ngọc bích phía trên. Ngọc bích hiện ra rạn nứt dấu vết, giống như tơ nhện lưới giống như, bắt đầu không ngừng khuếch tán kéo dài. Mông lung quang mang hiện lên, bắt đầu ở vết rách bên trong sinh ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vết rách ngay tại biến mất, sau cùng ngọc bích khôi phục như lúc ban đầu, cái kia một tòa sừng sững long môn vẫn còn sống. Ngao Xuân không khỏi thấp giọng chửi mắng nói, đậu tặc đáng hận. Nên giết. Nếu bàn về trong thiên hạ đối đầu trường sinh hận ý lớn nhất người. Như vậy Ngao Xuân tự nhận là, chính mình nhất định có thể tiến lên ba. Bắt đầu chỗ Ngao Xuân cho là mình là đệ nhất, nhưng từ khi thương tộc liên tiếp chết thần ma về sau, Ngao Xuân liền đem đệ nhất để cho bọn hắn. Thiên hạ truyền ngôn đậu trường sinh khắc thương, mỗi một lần cùng thương tộc tiếp xúc, nhất định là thương tộc ra chuyện. Cái này vốn là là một chuyện cười, thương tộc là thập đại chủng tộc, đậu trường sinh chỉ là một người, có tài đức gì có can đảm nói khắc thương, liền xem như nhân tộc chủng tộc này đều không được. Nhưng phía sau xuất hiện sự tình, lại là để Ngao Xuân tin tưởng không nghi ngờ. Không nói vượng hoàng nhất tộc chết vượng cửu, chỉ là thương tộc thần bí phường thị chi chủ cái này một tôn tiên thiên thần ma chết về sau, tại yêu tộc chỗ đó xuất hiện hổ kinh thiên, sau cùng cũng chết thảm tại đậu trường sinh trong tay. Đây cũng là một tên thương tộc, bàn về đến thương tộc xếp tại đậu trường sinh trong tay thần ma, có thể đã có không ít. Muốn là tiểu tộc, sợ là đều muốn diệt tộc đầu tặc đáng hận. Ngao Xuân lần này không có mở miệng, mà chính là trong lòng mắng một câu. Đậu Trường Sinh lần trước tại Đông Hải ngay trước vạn tộc thần ma trước mặt, trực tiếp đem thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh sự tình nói ra, thoáng một cái để cho mình lâm vào lúng túng cảnh ngộ. Trận này khéo léo tuyệt vời tính kế, hiện nay chân tướng rõ ràng, là cá nhân đều hiểu được, chính mình muốn cùng thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh hoàn thành sau cùng tranh đoạt, cốt bù đắp thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, chính thức hoàn thành thượng cổ chân long khôi phục. Cái này muốn là thành công, có thể chấp chưởng long môn thậm chí là mượn nhờ thượng nguyên thần ma chi khu trực tiếp trở thành một tên thần ma lại có long môn chiến lực gia trì đây chính là tiên thiên thần ma chiến lực long tộc trong nháy mắt thực lực tăng nhiều ai sẽ nguyện ý trông thấy tình cảnh này ai cũng không muốn cho dù là cùng là ngũ tộc liên minh có thể mấy cái kia đại tộc cũng không vui nhìn thấy minh hữu quá mạnh ngao xuân cũng hiểu được ai cũng hy vọng minh hữu có nhất định thực lực nhưng cũng không thế quá mạnh quá mạnh sẽ uy hiếp được chính mình quá yếu không cần thiết liên hợp chỉ có không mạnh không yếu mới là thích hợp nhất minh hữu có việc có thể mượn lực có chỗ tốt thực lực ngươi yếu không giành được bắt đầu cái kia hai năm ngao xuân thời gian vô cùng gian nan chủng tộc khác còn chưa tính ngũ tộc liên minh thành viên không ngừng người tới thăm dò chính mình người nào đều muốn trên người mình cắn một cái dưới thịt đi lời trong lời ngoài đều là ám chỉ có thể tương trợ chính mình thành công nhưng muốn chính mình đánh đổi khá nhiều tới cái này một loại tình huống tại hai năm này tốt bởi vì vì thiên hạ đều biết đậu tặc sắc mặt, căn bản không phải nhân nghĩa vô song người tốt, hoàn toàn ngược lại, đây là một cái thập ác không làm ma đầu, mà lại trong miệng không có một câu nói thật. Điều này khiến người ta hoài nghi, ban đầu là không phải cố ý vu oan long tộc. Phương diện này có long tộc xuất lực, ngao xuân cảnh ngộ tốt hơn nhiều, nhưng các tộc cũng không có hoàn toàn từ bỏ, các loại tiểu thủ đoạn không ngừng, để ngao xuân phiền phức vô cùng. Mỗi ngày chỉ mắng đậu tặc, đây đã là ngao xuân thường ngày cử động. Không phát tiếp một chút đối đậu tặc hận, Ngao Xuân cảm giác mình sớm muộn muốn bị đậu tặc bức cho điên rồi. Ngao Xuân mới đi ra khỏi một bước, muốn rời đi thời điểm, đột nhiên sững sờ, cái này một cổ ba động, phát ra từ trong linh hồn xúc động. Có thể tạo thành loại này kết quả, chỉ có thể là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, song phương một thể giống nhau. Đối phương đang ở vào một loại tình huống đặc thù, không ngừng rung động kịch liệt, cái này không biết chuyện gì xảy ra. Ngao Xuân không khỏi bắt đầu lui một bước, không sai sau chủ động kích hoạt ngọc bích, mông lung quang mang bắt đầu tràn ngập ra, Long Môn lại xuất hiện tại Ngọc Bích phía trên, bất quá vị trí không đúng, vô cùng xa xôi, Ngọc Bích phía trên chánh thức hiện ra chính là một bóng người. Đối phương vô cùng khuôn hồ, căn bản nhìn không rõ ràng, giống như là một đoàn quỷ vụ một dạng, chỉ là mơ hồ vẽ phát thảo ra một cái hình người tới. Đây là một tôn thần ma, Ngọc Bích không cách nào hoàn toàn thăm dò, là chuyện rất bình thường, cũng chính là Long Môn là tử vật, không phải vậy chủ động kích hoạt lực lượng ngăn cách, cũng không có khả năng thăm dò Long Môn. Liên thông lên Long tộc thần ma về sau, không giống nhau ngao xuân mở miệng, đối phương chủ động mở miệng nói long môn ra chuyện linh tính chính đang thức tỉnh ngao xuân giật mình long môn linh tính khôi phục lại có thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh kịch liệt ba động hai người hợp nhất rất dễ dàng nghĩ đến chân tướng lão cửu đã thành công chấp chưởng long môn hiện nay khôi phục linh tính cũng là hoàn thành một bước cuối cùng muốn theo long trong môn đi ra cùng mình một quyết sinh tử ngao xuân không khỏi hân phấn lên chính mình thôn vệ đối phương thu hoạch được long môn trở thành thần ma thời gian rốt cuộc đã đến. Chương 619, chỉ có thể lại khổ một khổ long đại ca. Long môn linh tính khôi phục. Đây là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Long môn không phải là phổ thông thần binh, đây chính là một kiện tiên thiên thần binh, bất luận cái gì nhất tộc thu hoạch được về sau, cũng là có thể thu hoạch được một tôn tiên thiên chiến lực, mà lại là tiếp tục tính. Không giống như là tiên thiên thần ma có chết già, hoặc là chết yểu nguy hiểm. Mà lại long môn là một kiện không gian thần binh, đây cũng là rất trọng yếu nhân tố, trời xuống thần binh ngàn ngàn vạn vạn, đủ loại thần binh vô số, có thể trong đó liên quan đến thời gian cùng không gian người, tuyệt đối là trọng yếu nhất thần binh. Nhân tộc chuyên môn có một tôn thần ma, ngày đêm trấn thủ ở Đông Hải, trong Trường Long Môn an toàn. Long Môn linh tính bắt đầu khôi phục, làm Long tộc biết đến một khắc này, cũng đại biểu cho nhân tộc cũng đã biết, mà lại sau đó không lâu vạn tộc cũng biết. Chú ý Long Môn tình huống, cũng không chỉ nhân tộc cùng Long tộc, nguyên bản vạn tộc đối Long Môn không quá chú ý, bởi vì món này bảo vật, bọn họ cũng căn bản lấy được không chiếm được nhưng lần trước long môn đại hội về sau long môn tình huống đã bị bọn họ biết rõ qua nhiều năm như vậy vạn tộc không ngừng tuần tự tạo áp lực đã xé mở một cái lỗ hổng lần tiếp theo long môn đại hội vạn tộc đều có quyền lực tham gia cái này đã trở thành vạn tộc sự tình tự nhiên vạn tộc cũng liền chú ý tới đến nhất là coi như không có long môn đại hội ngũ tộc liên minh thành viên cũng là phi thường quan tâm dễ nghe thuyết pháp gọi là quan tâm minh hữu khó nghe cũng là muốn làm phá hư không muốn minh hữu thực lực thu hoạch được tăng cường các loại tin tức bay đầy trời trước hết có phản ứng là phượng hoàng tộc. Đan phượng trước tiên thu được tin tức, nhìn trong tay cái này một phần tình báo, một đôi mắt phượng bắt đầu thâm thúy lên, thần sắc nổi lên âm trầm. Cái này long môn linh tính khôi phục, đại biểu cho long môn muốn mở ra. Lần trước long môn đại chuyện sẽ xảy ra, rốt cục phải có một cái kết thúc. Đông Hải chi chiến, đậu trường sinh giảng thuật qua long môn tình huống, trong đó nội tình nói rõ ràng, cứ việc đậu trường sinh nhân phẩm không được, có thể lần trước sự tình không có chênh lệch quá lớn, nếu không mình lặp đi lặp lại muốn mời đông hải long vương ngao xuân đến phượng hoàng nhất tộc long tộc cũng sẽ không tuần tự cự tuyệt thậm chí là chính mình muốn cùng long tộc quan hệ thông gia long tộc cũng tìm kiếm các loại lý do cự tuyệt cái kia một số lý do tuy nhiên đều nói ra miệng cũng quan minh chính đại nhưng sau cùng cũng là một kết quả ngao xuân không sẽ rời đi long tộc cũng sẽ không cùng chủng tộc khác có dính dấp long đại ca cũng là long đại ca nhiều năm như vậy vô thanh vô tức một hạng như thế kế hoạch khổng lồ đã bắt đầu đi hướng cuối Muốn không phải lần trước Long môn đại hội, đi một cái tai tinh, xem như phá hủy kế hoạch, bây giờ Long đại ca đã thành công. Đều nói đậu trường sinh khắc thương, kỳ thực cái này một cái tai tinh ai cũng khắc, Long đại ca cũng bị hố không nhẹ. Vốn là cái này một hạng đại kế, ban đầu ở giai đoạn thứ nhất thành công thời điểm, liền bị nhân tộc ngang nhúng một tay, đã dẫn phát một trận đại chiến. Lúc ấy chính là ngàn năm chi chiến về sau, Long tộc bởi vì là một trong những nhân vật chính, có thể nói là nguyên khí đại thương, đối mặt với nhân tộc ngang ngược vô lý muốn mở ra lần thứ hai ngàn năm chi chiến, Long tộc không thể không ủy khúc cầu toàn, để Long môn thuộc về người cùng Long hai tộc. Bất quá Long đại ca cũng có hậu thủ, bây giờ xem ra lúc trước một lần kia ủy khúc cầu toàn, cũng có thể là thuận nước đẩy thuyền, đã sớm làm xong các loại an bài, chỉ là sau cùng phần kết, lại xuất hiện yêu thiêu thân. Thượng cổ chân Long bất diệt nguyên linh một chuyện đem ra công khai, có ý tưởng người tự nhiên nhiều. Đang phượng mắt phượng lấp lóe, một cái không mạnh Long đại ca, đó mới là tốt Long đại ca, không phải vậy Long đại ca mạnh, sẽ phải đối phượng hoàng nhất tộc hạ thủ. Long Phượng, Long Phượng. Hai người ngọn nguồn thâm hậu, là có nhất thống cơ sở, hóa thành nhất tộc khả năng. Như cái kia côn bằng hoàng cuộc khởi, đem vốn là năm bè bảy mãn các tộc hóa thành tổng thể, thực lực mạnh đủ để trung kích thập đại chủng tộc. Còn có ngũ hành nhất tộc, bị thập đại chủng tộc liên thủ chèn ép, cũng là bởi vì bọn họ muốn là cũng sát nhập nhất tộc, thực lực cũng đủ để sánh ngang côn bằng tộc, trung chuyển bây giờ thập đại chủng tộc địa vị. Muốn là Long Phượng có thể hợp tộc, thực đủ sức để trùng kích nhân tộc bá chủ vị trí. Đang Phượng lắc đầu, Long Đại ca một mực có ý tưởng này, cho nên đối với Phượng Hoàng nhất tộc tương đối ung dung, đây cũng là nhiều lần Long Đại ca ăn thịt thòi, từ đó miễn cưỡng vui cười nguyên nhân. Bọn họ có thể nghĩ, chính mình lại là không thể. So sánh với Long Đại ca, Phượng Hoàng nhất tộc bây giờ thực lực là mạnh hơn một chút, có thể cái kia cũng là bởi vì ngàn năm chi chiến, Long Đại ca thực lực đại tổn nguyên nhân, không phải vậy cái kia Long Đại ca đủ để đứng hàng thập đại chủng tộc Trung Du, mà không phải bây giờ hạn chót, đi cùng thương tộc tranh đoạt thứ nhất đếm ngược. Hiện nay thực lực mạnh, cái kia cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, Long Đại ca nội tình thâm hậu, tuyệt đối không thể phớt lờ. Dù sao vùng thế giới này, vị thứ nhất đại nhất thống sự nghiệp to lớn, là từ tổ Long hoàn thành. Nhân tộc tranh bá gọi tranh Long, Phượng Hoàng nhất tộc cũng như thế, còn lại vạn tộc cũng thế. Chỉ là phương diện này khái niệm, liên tục không ngừng lấy được chỗ tốt, thì đầy đủ Long tộc ăn đầy miệng chảy mở. Phượng Hoàng nhất tộc không có thực lực, triệt để áp đảo Long tộc, để long tộc hợp phượng hoàng nhất tộc hòa làm một thể, Đan phượng không đi nghĩ cái kia không thực tế sự tình. Hợp tộc một chuyện, không chỉ là long tộc lực cản, nhân tộc cũng sẽ không cho phép, còn lại thập đại chủng tộc cũng như thế. Nhân tộc vì bá quyền, khẳng định sẽ chủ động công phạt, còn lại thập đại chủng tộc cũng không muốn lại xuất hiện một cái thế lực bá chủ. Bây giờ bố cục đã ổn định, người nào cũng không muốn phá hư, ngũ tộc liên minh xuất hiện về sau, lập tức thì có còn lại thập đại chủng tộc bắt đầu hướng về nhân tộc dựa vào, cũng là bởi vì sợ ngũ tộc liên minh đem nhân tộc đánh tan, từ đó để ngũ tộc liên minh nhất gia độc đại. Hôm nay minh hữu, ngày mai cừu địch. Hôm nay địch nhân, ngày mai có thể là minh hữu. Phương diện này quan hệ vô cùng hỗn loạn, duy trì minh ước không phải lời thề, mà chính là lợi ích của song phương. Long môn không thể quy nhân tộc, cũng không thể triệt để quy long tộc, tốt nhất duy trì hiện trạng, ai cũng lấy được không chiếm được, cái này mới là tốt nhất cục diện. Đến mức trực tiếp chiếm lấy long môn, chủng tộc khác có thể, nhưng phượng hoàng nhất tộc không được. Này lại dẫn phát long tộc đối phượng hoàng nhất tộc tham lam, thật vất vả biến bất hợp tộc khái niệm, sẽ tại long tộc lại một lần nữa ngẩng đầu. Mà lại long môn cây to đón gió, loại vật này vì khởi nguồn của họa loạn, muốn là tại bình thường còn tốt, nhưng bây giờ thái bình quá lâu, vạn tộc đều tích xúc nhất định lực lượng, dù là không có thương tộc sự tình, cũng sẽ có chuyện khác kiện đảm nhiệm dây dẫn nổ, bạo phát một trận đại chiến thảm liệt. Cái này cùng thượng của thời kỳ tiên đạo đặc hữu sát kiếp một dạng, cũng là bởi vì các tông phát triển vạn vạn năm về sau, thực lực đã quá mạnh, mà tư nguyên phân phối phía trên lại là không đủ, song phương theo tranh cãi, Loại này mâu thuẫn nhỏ bắt đầu, hướng về tranh đoạt một chỗ khoáng sản, hoặc là tiên thủy diễn biến, cho đến đến sau cùng theo cá nhân đến tông môn tranh đấu. Các tộc có thực lực thì không vừa lòng địa vị của mình, muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. So sánh với không ngừng tăng thu giảm chi, một chút xíu tăng cường thực lực, vẫn là chiến tranh đến nhanh, trực tiếp cướp bóc liền tốt. Không nói tranh đoạt long môn độ khó khăn, chỉ là cướp được long môn, long đại ca khả năng đầu nóng lên thì khai chiến, hoặc là nhân tộc bất mãn cũng tuyên chiến, còn lại các tộc đỏ mắt cũng cùng nhau tiến lên cái này hoàn toàn đem phượng hoàng nhất tộc đẩy đến đứng mũi chịu sào phía trên. Cái này không được. Vạn tộc đại chiến, lấy thế cục hôm nay xem ra là không tránh khỏi, có thể phượng hoàng nhất tộc tuyệt đối không thể dẫn đầu tham chiến, có thể kéo thì kéo, kéo không được cũng muốn cứng rắn kéo, chỉ có muộn thêm vào, mới có thể tổn thất nhỏ nhất. Muốn là cái này một loại phương thức không được, như vậy thì đánh giả chiến, dẫn đầu tuyên chiến về sau, tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Nhất chiến vạn tộc nhất thống, đó là không có khả năng, thập đại chủng tộc bố cục đều rất khó đánh vỡ, cho dù là diệt nhất tộc, cũng sẽ có như côn bằng tộc mạnh như vậy tộc thêm vào, triệt để vững chắc thập đại chủng tộc. Cho nên bảo tồn thực lực, đợi đến hậu kỳ về sau, đối một số tiểu tộc ra tay, phượng hoàng nhất tộc đủ để cướp đoạt đến đầy đủ chỗ tốt. Chỉ cần phượng hoàng nhất tộc, đời đời vững vàng không lãng, sớm muộn có một ngày thực lực triệt để đè qua long tộc, đến lúc đó cũng là phượng hoàng nhất tộc thôn vệ long tộc, phượng long nhất thể, trùng kích nhân tộc bá quyền thời điểm. Tại đang phượng xem ra thương tộc kế hoạch quá cấp tiến, chỉ cần không động vào thập đại chủng tộc, chỉ là một số tiểu tộc tuy nhiên thu hoạch ít một chút thời gian chậm một chút nhưng tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy bình thường tiểu tộc diệt cũng liền diệt ai sẽ vì bọn họ cùng thương tộc khai chiến đan phượng thở dài một hơi muốn là phượng hoàng nhất tộc có này thiên phú liền tốt móc sạch tất cả tiểu tộc phượng hoàng nhất tộc nhất định thành vì thiên địa bá chủ đan phượng chậm rãi đứng dậy đi vào bạch phượng trước bình đạm mở miệng nói lần này long môn mở ra phải có một cái chấm dứt lần này là ngươi đi vẫn là ta đi một lần Bạch Phượng chậm rãi thả ra trong tay Văn Thư, nhẹ nhàng vuốt vuốt trơn bóng cái trán, khẽ lắc đầu nói, ta không thích hợp loại kia náo nhiệt trường hợp. Vẫn là ngài đi một lần đi. Lần này ta có dự cảm, Long Môn sự tình sẽ không tiếp tục mang xuống, không phải Quy Long tộc, cũng là Quy Nhân tộc. Hai cái này cục diện đều vô cùng không tốt. Cho nên ngài tận khả năng, vẫn là muốn để Long Môn thuộc về hai tộc, tiếp tục bắt đầu để đó không dùng đi xuống, một kiện không gian hệ tiên thiên thần binh, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đan Phượng thở dài một hơi nói, bây giờ vạn tộc cuồng cuộn sóng ngầm một trận đại kiếp không xa long môn loại này không gian hệ tiên thiên thần binh tác dụng thật sự là quá lớn nhân tộc có long môn về sau có cửu đỉnh trấn áp nhân cảnh không gian lại có long môn khai mở thông đạo đã là cả công lẫn thủ thậm chí là không ít cao đoan chiến lực cũng có thể không nhàn hạ đến như bắc cương cùng nam sơn không cần lâu dài tọa trấn một tôn tiên thiên thần ma chỉ cần mấy cái tôn thần ma liền có thể bọn họ nương tựa theo đại trận có thể trong thời gian ngắn ngăn lại tiên thiên thần ma cái này liền có thể mượn nhờ long môn đến giúp. Nói cho cùng cửu đỉnh cũng có thể khai mở không gian truyền tống, có thể chủ kia phải làm dùng, là trấn áp, vững chắc, mà không phải truyền tống. Kém xa long môn chuyên tinh một đạo. Bạch Phượng cũng không khỏi thở dài nói, loại này lợi khí, không biết long tộc lúc trước vì sao muốn chế tạo, long môn chuyên môn vì chiến tranh mà sinh, loại này vạn tộc đại chiến, bàn về đến giá trị đến, vượt qua còn lại bất luận một cái nào tiên thiên thần binh. Có thể nói, vẫn là đưa ngao xuân đoạn đường đi. Đan Phượng vẽ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, quan chết ngao xuân là không được, cái kia còn có thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh đâu. Hai người bất luận là ai thành công, đều đại biểu cho long tộc thành công. Cho nên ngao xuân mới có thể sống sót, không phải vậy hắn chết sớm. Chúng ta không hy vọng trông thấy long môn xuất thế, yêu tộc cùng hồ mang bọn họ cũng không hy vọng. Mà lại lần này hai người bọn họ là nhân vật chính, nhưng còn có một cái trọng yếu vai phụ. Đan Phượng tăng thêm ngữ khí nói, đây chính là đầu trường sinh A. Bạch Phượng con ngươi ngưng trọng, toàn thân trên dưới hiện ra băng lãnh khí tức, bàn tay trắng noãn, đã đặt tại trên mặt bàn, một tầng hàng băng trong nháy mắt phủ kín mặt bàn, đã đóng băng trên mặt bàn văn thư cùng bút mực. Bạch Phượng lạnh giọng nói, thương thiên quá quyển ngoảnh đầu nhân tộc. Tiêu giao tử này đã rất mạnh mẽ, có thể hơn trăm năm trước á thánh mạnh hơn, hắn truy cầu thánh nhân chi đạo, tương lai nhất định là chống lên nhân tộc cuộc trụ nhân vật, hai người này sau vốn cho rằng tiêu hao nhân tộc ngàn năm ký số, sẽ có mấy trăm năm xa suốt kỳ. Có thể chưa từng nghĩ mới hơn một trăm năm, thì xuất hiện một vị đậu trường sinh. Nhân tộc thật làm được đệ nhất mạnh hơn đệ nhất, mấy người này bàn về thành tựu được, chỉ cần bất tử, đều có hy vọng chứng đạo tiên thiên. Đây mới là một đời mới nhân vật, lần trước thay bên trong đệ cửu thiên ma, gần nhất vô cùng phát triển, căn cứ tình báo phán đoán, đệ cửu thiên ma rốt cục muốn xung kích tiên thiên. Muốn là đệ cửu thiên ma thành công, nhân tộc lại sẽ tăng thêm một tôn tiên thiên thần ma. Mà lại không chỉ là đệ cửu thiên ma, bích thần nguyên quân yên lặng nhiều năm, gần nhất cũng là liên tiếp hiện thân, tuần tự không ngừng đi tới đi lui thiên ngoại thiên cùng nhân cảnh, nàng kẹt tại thần ma đỉnh phong, đã có thật nhiều năm. Tuy nhiên nàng tư chất kém một chút, không bằng đệ cửu thiên ma, có thể chỉ cần đạo nguyên đầy đủ, cũng là có thể đột phá. Mà thương tộc cũng là một cơ hội, có tự vô mệnh giúp đỡ, lại có đậu trường sinh, hy vọng cũng là cực lớn. Dù là không có tự vô mệnh cùng đậu trường sinh hai người, bích thần nguyên quân trong tay tịnh thế bạch liên quá đặc thù, đối với nhân tộc cũng là cực kỳ trọng yếu, qua nhiều năm như vậy tích cực hoàn thành nhân tộc nhiệm vụ, không phải liền là tại tích lũy công huân vì chính mình thu hoạch được đạo nguyên đến đỡ tốt đổi lấy một lần đột phá cơ hội chỉ cần thế hệ trước tiên thiên thần ma vẫn lạc nhân tộc vì vững chắc thực lực khẳng định sẽ tại cái này trung niên để nhất thần ma bên trong tuyển chọn một vị đột phá vốn là cái này không ảnh hưởng đại cục nhân tộc tiên thiên thần ma số lượng không thay đổi nhưng bây giờ thương tộc biến cố xuất hiện bích thần nguyên quân hy vọng tăng nhiều đan phượng nhíu mày nói để cử thiên ma không cách nào ngăn trở người này tích lũy thật sự là quá hùng hậu cho dù là không người tộc đạo nguyên tương trợ, đệ cửu thiên ma cũng có thể trùng kích tiên thiên, hắn dừng lại thần ma cảnh giới, có chừng hơn 2.000 năm. Một số tư chất thiên phú, tính cách ngộ tính không bằng hắn đều chứng đạo. Ngược lại là bích thần nguyên quân nhất định phải ỷ lại nhân tộc, lấy nàng tích lũy, có thể triệt tiêu mất một hai phần đạo nguyên, đây chính là cực hạn. Nàng thiên phú có hạn, liền xem như đến chết cũng không có khả năng tích lũy nhiều hơn nữa. Nàng không được, có thể bối cảnh thâm hậu, cũng là có hy vọng. Đang phượng hai câu nói, Hoàn toàn là lặp lại Bạch Phượng, cũng bởi vì hai người kia rất khó giải quyết, để cử thiên ma ngăn không được, sau một vị không thể cản. Các nàng là Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không phải hồ mang, nơi nào sẽ đi làm dạng này đắc tội nhân tộc sự tình. Bạch Phượng trầm giọng nói, ý của ta là bây giờ cục thế khó lường, tộc ta cũng nên tăng cường thực lực. Đan Phượng cẩn thận nói, việc này phải thận trọng. Tăng cường tiên thiên thần ma số lượng cũng không phải một chuyện nhỏ, làm không cẩn thận thì sẽ trở thành chúng thất chi. Thôi được ta thì vất vả một chút, để Long Đại ca đánh cái dạng. Bạch Phượng thâm thẳm nói, chỉ có thể lại khổ một khổ Long Đại ca. Chương 620, nhân tộc khí cấp bại phôi. Đông Hải. Sóng lớn mãnh liệt nước biển, không ngừng cuồn cuộn lấy. Một tòa hoàng kim chế tạo cầu hình vòng, lại là lập tại Đông Hải phía trên, dường như vượt qua vô tận hải nước, đứng ở hai trên bờ. Bất hủ khí thế không ngừng rủ xuống, tràn ngập ra vô tận ánh sáng cùng thủy khí, phản chiếu thiên địa một mảnh màu phát sáng, nước biển vô tận mỹ lệ, giống như thiên giới tiên cảnh. Bất hủ thần binh, độ thế kim kiều. Món này bất hủ thần binh, một lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân. Từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng, không ngừng hướng lên phun trào hội tụ, đã biến thành từng dãy ghế dựa. Lít nha lít nhít ghế dựa, là còn quấn trung ương thập đại vương tọa. Thập đại vương tọa, cao chừng 10 trượng, toàn thân tử kim, còn như là một tòa núi nhỏ. Mà còn lại ghế dựa lại là phổ thông, cao người một trượng, thấp người mới một mét. Cái này một số ghế dựa còn quấn thập đại vương tọa, tạo thành một cái to lớn hình tròn, cũng tạo thành khác biệt vòng tầng. Ghế giữa khí phái hay không, hoàn toàn cùng chủng tộc thực lực tương quan. Trung ương nhất thập đại vương tọa, đại biểu cho thập đại chủng tộc. Bây giờ từng đạo từng đạo vĩ ngạn bóng người, đã mỗi người ngồi ngay ngắn trên đó, hắn vị trí không chỉ là ở vào trung ương, độ cao cũng là tối cao, giống như kim tự tháp đồng dạng, ở vào kim tự tháp đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống vạn tộc. Tự vô mệnh bắt chéo hai chân, bàn chân lớn không ngừng lắc lư, vương trọng lớn tay cầm, trước tiên mở miệng nói, nhân tộc tuyệt đối không đồng ý Long Môn mở ra. Mà lại chuyện này, là nhân tộc cùng Long tộc sự tình, các ngươi tới chỉnh tề như vậy làm gì? Tự vô mệnh dẫn đầu làm khó dễ về sau, ánh mắt quét qua ở giữa, đã nhìn thấy còn lại người đến, toàn bộ đều là khuôn mặt quen thuộc. Như là phượng hoàng tộc đan phượng, hồ mang nhất tộc gia luật hồ từ, linh tộc OVT, ngược lại là yêu tộc người đến không phải tất phương, mà chính là bạch trạch, mà long tộc cũng đổi người, không còn là uyên thủy long nữ, mà chính là minh long đương nhiên còn lại tiểu tộc biến hóa không nhỏ, bất quá tự vô mệnh lười đi trí nhớ, có thể bị tự vô mệnh khắc trong tâm khảm, cũng chính là thập đại chủng tộc, cộng thêm côn bằng tộc cùng ngũ hành tộc chờ một chút cường tộc, hoặc là đặc thù chủng tộc. Gia luật hồ từ cười lạnh nói, ngươi thật đúng là dễ quên, vừa mới qua đi thời gian mấy năm, thì quên đi lúc trước Đông Hải một chuyện. Gia luật hồ từ ánh mắt di động, sau cùng nhìn về phía Minh Long nói, Long môn linh tính khôi phục, lại một lần nữa mở ra thời gian không xa, lần này Long tộc nhất định phải nhường ra đại lượng danh ngạch, tốt phân phối cho vạn tộc. Không, là tăng thêm danh ngạch, từ vạn tộc tự do tiến về. Gia luật hồ từ lời nói mới rơi xuống, tự vô mệnh trực tiếp phủ quyết nói, không được. Long môn là nhân tộc chi vật, há có thể từ ngoại nhân nhúng chàm, lần này long môn khôi phục, thật sự là quá không hài hòa, tuyệt đối không thể tiếp tục nữa. Cần phải chủ động áp chế long môn, để long môn yên tĩnh lại. Đang phượng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy biểu hiện phát triển tự vô mệnh, lần này long môn khôi phục, vạn tộc tề tụ Đông Hải, vốn cho rằng nơi này tụ tập nhân tộc gần như vậy, nhân tộc tới lại là tiên tề, có thể không nghĩ tới vẫn là tự vô mệnh tên vô lại này. Nhìn đến nhân tộc là thật không muốn long môn mở ra, mới điều động tự vô mệnh tên vô lại này đến, từ đó đảo loạn vạn tộc đại hội, để trận này đại hội không bệnh mà chết. Nghe thấy áp chế long môn mấy chữ, giữ yên lặng minh long, biết không có thể tại nhìn, trực tiếp mở miệng phản bác nói, long môn khôi phục, đây là thiên ý. Long môn thuộc về vấn đề, long tộc cùng nhân tộc cạnh tranh với nhau quá lâu, cũng là cái kia chấm dứt chuyện này. Tự Vô Mệnh vội vàng nói, không thể. Long môn một chuyện, cực kỳ trọng yếu, há có thể dễ dàng như vậy định ra thuộc về. Nếu như bị chúng ta cho chiếm lấy, các ngươi há có thể cam tâm, nhất định là thẹn quá hóa giận, cho nên không bằng áp chế Long môn, đang đợi cơ hội. Minh Long trông thấy vô cùng lo lắng tự Vô Mệnh, trong lòng bắt đầu cười lạnh. Gấp. Nhân tộc bắt đầu gấp. Lần này thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh sớm bắt đầu khôi phục Long môn linh tính, đây không phải một chuyện xấu ngược lại là một chuyện thật tốt, nếu thật là để nhân tộc chuẩn bị 10 năm, đến lúc đó Long Môn mở ra, Minh Long bên trong trong lòng cũng là lo lắng, nhân tộc chuẩn bị quá đầy đủ, không chừng bị nhân tộc cho đem Long Môn chiếm lấy. Nhưng lúc này đây không đủ thời gian 10 năm, nhân tộc chuẩn bị nhất định không đầy đủ, như vậy đây chính là Long tộc cơ hội. Ngao Xuân đã là thượng của chân Long bất diệt nguyên linh, Long Môn bên trong đây chẳng qua là một phần nhỏ, chỉ cần Ngao Xuân cùng hắn gặp nhau, hai người người thắng trận, nhất định sẽ là Ngao Xuân. Như vậy đối phương khôi phục Long Môn, cũng bất quá là lại cho ngao xuân làm áo cưới mà thôi đáng hận minh long trong lòng thầm chửi một câu cái kia đậu trường sinh không giữ mồm giữ miệng lại đem trọng yếu như vậy tin tức trực tiếp tiết lộ cho vạn tộc đến mức bây giờ để ngao xuân cùng thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh gặp nhau ngược lại là trở thành một việc khó tin tưởng vạn tộc đều đề phòng đây minh long trong lòng bao nhiêu cũng có may mắn cũng may mắn là đậu trường sinh nhân phẩm không hợp không phải vậy lấy trạm lô kiếm tính dự bây giờ căn bản sẽ không cho long tộc thao tác chỗ trống hiện nay vạn tộc bán tính bán nghi, long tộc vẫn còn có cơ hội. Nhưng cái này không ảnh hưởng Minh Long mắng phía trên hai câu đậu trường sinh, nhất là cái kia đậu trường sinh cũng là cửu u thái tử, bây giờ tuy nhiên không biết đậu trường sinh sắp xếp như thế nào, nhưng làm đậu trường sinh thực lực không ngừng tăng cường về sau, sắp xếp chắc chắn sẽ không thấp. Đều nói đậu trường sinh khắc thương, có thể đậu trường sinh làm sao không thể long tộc. Quả thực là khắp nơi cùng long tộc đối nghịch, trước có long môn, sau có cửu u. Căn bản không cần Minh Long phản bác, một bên gia luật hồ từ liền đã chủ động nói, Long Môn từ trước đến nay là chính thành quy Long tộc, một thành quy nhân tộc. Vốn là cũng chỉ là các ngươi hai nhà chi vật, cũng là các ngươi hai nhà phân tranh, chúng ta là không sẽ quản. Có thể lần trước Đông Hải nhất chiến về sau, Long tộc đã hứa hẹn chúng ta, xuất ra trong đó bảy thành quyền sở hữu, phân phối cho vạn tộc. Cho nên hiện nay Long Môn thuộc về, người người có phần. Lần này định ra thuộc về cũng là một chuyện tốt, nhân tộc cùng Long tộc bởi vì Long Môn, qua nhiều năm như vậy tuần tự bạo phát đại chiến, tử thương vô số, muốn là Long Môn có thuộc về, trận tranh đấu này liền có thể chung kết, đối với nhân tộc cùng long tộc đều là chuyện tốt. Cho nên lần này long môn mở ra, vạn tộc đều là nhập, sau cùng ai có thể thu hoạch được long môn, long môn thì thuộc về gì tộc. Tự vô mệnh giận dữ nói, gia luật hồ từ ngươi có ý tứ gì? Đều nói cho ngươi biết, nhân tộc không đồng ý long môn mở ra. Ngươi hồ mang dám can đảm lại chủ trương mở ra long môn, cái kia chính là khiêu khích nhân tộc. Gia luật hồ từ cười lạnh nói, vậy liền khai chiến. Ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tộc ta không sợ chết, cũng không biết các ngươi có sợ chết không. Gia luật hồ từ khí thế hung hăng, cùng tự vô mệnh đối chọi gay gắt, không có một tia mềm yếu, lựa chọn cùng nhân tộc khai chiến, đổi thành còn lại bất luận chủng tộc nào, cho dù là thập đại chủng tộc, cái này đều muốn cân nhắc một chút, có thể hồ mang không sợ cái này. Muốn là bọn họ sợ cái này sợ cái kia, cũng sẽ không mang theo một cái mang tự, thậm chí là nói bừa chữ cũng không tiện nghe, toàn bộ đều là miệt xưng, là nhân tộc khinh bỉ từ, có thể hồ mang xưa nay không để ý cái này, ta chính là mang tộc, ta chính là hồ tộc, có thế tính sao? ngược lại dùng cái này tự cho mình là, dần già, nguyên bản tên, cũng biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Cùng lắm thì thì thua, thua liền chết, cái này lại có cái gì? Chủng tộc gì tương lai? Cân nhắc cái kia đều là đánh rắm. Tự vô mệnh không có nhìn về phía gia luật hồ từ, mà chính là nhìn về phía phượng hoàng tộc đang phượng, yêu tộc phát sinh sự tình, nếu đổi lại là hồ mang, hồ mang trực tiếp cùng nhân tộc khai chiến, tuyệt đối sẽ không có lựa chọn thứ hai. Nhân tộc vì thiên địa bá chủ, cho tới bây giờ đều là xâm lấn người khác, có thể nhân tộc Bắc Cương chỗ đó, cho tới bây giờ đều là hồ mang xuôi nam. Mặc kệ có đánh hay không qua, trước làm rồi nói sau, chưa từng có bởi vì địch nhân quá mạnh, mà không dám đánh ý nghĩ, đây chính là hồ mang nhất tộc đặc biệt văn hóa. Đan Phượng cảm nhận được tự vô mệnh ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, đại hãng bất giận. Nhân tộc không có khai chiến tâm tư, chúng ta lần này cũng không phải đến nhất lên chiến tranh, chúng ta cũng là vì long môn mà đến. Tự vô mệnh tức giận nói, khai chiến thì khai chiến, chả lẽ lại sợ ngươi. Đan Phượng vội vàng khuyên giải nói, đại hạ bệ hạ bất giận. Chúng ta trao đổi chính là Long Môn, không được chạy đề. Long Môn mở ra sự tình, lần trước tại Đông Hải, đã nói rõ ràng. Tự vô mệnh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngậm miệng không nói, gia luật hồ từ cũng không có thừa cơ bức bách, mà chính là thấy tốt thì lấy, hai tay vây quanh ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, cũng bắt đầu trầm mặt xuống. Đan Phượng ánh mắt nhìn về phía Minh Long, mở miệng hỏi thăm nói, Long Đại ca là nghĩ như thế nào? Là như đại hạ bệ hạ một dạng, cho rằng Long Môn là nhân tộc cùng Long tộc chi vật, vẫn là cho phép vạn tộc cùng một chỗ tham dự. Minh Long ánh mắt co rụt lại, thần sắc biến đổi, sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn tái nhợt một mảnh, kéo dài ước chừng một phút sau, Minh Long lúc này mới đắng chắc mở miệng nói, Long tộc lời hứa đáng ngàn vàng, lần trước đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nói vạn tộc tham dự, cũng là vạn tộc tham dự. Bất luận là ai? Chỉ cần có thể thu hoạch được Long Môn tán thành, như vậy thì là Long Môn chi chủ. Minh Long lời nói vẫn chưa nói xong, tự vô mệnh thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói hồ đồ a, ngươi Long tộc quá hồ đồ. đều đã lúc này, làm sao có thể chịu thua? cái này vốn là là chúng ta nhân tộc cùng Long tộc, bất luận là chúng ta làm sao tranh giành, cái này Long môn không phải nhân tộc cũng là Long tộc, đều đều có một nửa tỷ số thắng. hiện nay tăng thêm vạn tộc, các ngươi còn có thể còn sót lại mấy phần? liền xem như Ngao Xuân cũng là thượng cổ chân Long bất diệt nguyên linh, có thể cái này một ít người bây giờ chạy đến thậm chí là đến đây bức bách, khẳng định đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngươi thì cho là các ngươi chắc thắng sao? Muốn là Long Môn linh tính hoàn toàn khôi phục, nương tựa theo thần binh chi lực cũng được, nhưng bây giờ linh tính mới khôi phục một bộ phận, Long Môn căn bản không dùng đến. Hồ đồ a, ngươi thật sự là hồ đồ. Thật sự là tức chết ta đây, Long tộc làm sao ra ngươi cái này hồ đồ trứng? Viên nước cái kia điên bà nương, tha hồ nói lời khó nghe, có thể cùng ngươi cái này hồ đồ trứng so sánh, người vẫn là thông minh không ngốc. Lần này Long tộc để ngươi ra mặt, nhất định lưu lạc làm thiên hạ trò cười, để vạn tộc chế nhạo. Minh Long không khỏi cao giọng đánh gãy nói, đại hạ bệ hạ sai. Ta Long tộc mỗi tiếng nói cử động, đều là sẽ dựa theo ước định mà làm, tuyệt đối sẽ không làm vi phạm lời thề sự tình. Minh Long ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên tự vô mệnh, phản phất tại nói tự vô mệnh cũng là như thế bại loại. Tự vô mệnh đau lòng nhức óc, muốn lại mở miệng thời điểm, Minh Long trực tiếp cao giọng nói, đại hạ bệ hạ không cần nói nữa ta long tộc nguyện ý mời vạn tộc cùng một chỗ nhập long môn sau cùng bất luận là ai chiến thắng đều có thể mang đi long môn tự vô mệnh giận dữ nói ngươi cái này ngu xuẩn ngươi chờ bị thiên hạ chế nhạo đi tức hỗn hển nói nhập đi đều tranh thủ thời gian nhập đi nói cho các ngươi biết nhân tộc chắc chắn sẽ không có người đi vào các ngươi nhìn xem cái này long tộc thái độ hoàn toàn là nhất định phải được chỗ lấy các ngươi đừng tưởng rằng có thể tham gia là được rồi đến lúc đó đi vào long môn về sau hoàn toàn cũng là một cái bồi chạy sau cùng Long Môn còn không phải Long Tộc. Chống đỡ ta, phong ấn Long Môn, đợi đến 80-100 năm về sau, đấu chết cái kia Ngao Xuân, đến lúc đó lại mở Long Môn, chúng ta cùng một chỗ tranh đoạt, há không Mỹ quá thay. Đan Phượng chậm rãi gật đầu, tự vô mệnh nói không phải không có lý, mà lại phong ấn Long Môn 80-100 năm, trong thời gian ngắn ai cũng lấy được không chiếm được Long Môn, đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, tả hữu Phượng Hoàng nhất tộc không có giả tâm. Đan Phượng vừa mới muốn mở miệng, lại là lập tức có phản bác âm thanh vang lên, đang phượng hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, trông thấy phát biểu người lại là thần tộc, cái này không khỏi trầm mặt xuống. Thời gian quá lâu, muốn tranh giành, thì lần này. Bất luận long môn về người nào, cũng đều chấm dứt chuyện này. Tự vô mệnh nhìn về phía người nói chuyện, lại là một mực trầm mặt lôi thần. Vị này là thần tộc cao tầng, trong truyền thuyết từ một đạo sấm mùa xuân mở ra linh trí. Lôi đình chí cương chí dương, từ trước đến nay là một cổ lực lượng cường đại, cho dù là thiên kiếp cũng là nhiều lấy lôi đình tình thế tồn tại cho nên nắm giữ lôi đình lôi thần, cho dù là từ thiên địa dựng dục thần tộc bên trong, cũng là cường giả bên trong cường giả. Gia luật hồ từ cũng mở miệng nói, thì lần này, định ra long môn thuộc về. Lôi thần lại mở miệng nói, vạn tộc chung ký khế ước, sau đó mỗi người đều rời đi, nhất là tiên thiên thần ma, không cho phép tới gần long môn. Ngăn chặn tiên thiên thần ma cùng thần ma xuất thủ, cho người thắng trận mang đi long môn cơ hội. Long tộc đồng ý không? Minh Long dẫn đầu nói, có thể. Minh Long sau khi nói xong, ngón tay hướng về phía trước một điểm, lại là một giọt máu tươi xuất hiện, lấy long huyết bắt đầu sách viết, lưu loát một phần khế ước, liền đã lăn không viết hoàn thành. Minh Long viết hoàn tất về sau, trực tiếp đại biểu Long tộc ký vào tên. Minh Long hoàn tất về sau, gia luật hồ từ cũng trực tiếp ký tên, lôi thần theo sát phía sau, nguyên một đám tuần tự đều ký tên, tự vô mệnh nhìn không dám tin, đây không phải giả, là đi vào sau duy vừa xuất hiện chân thực tâm tình. Cũng không biết tiểu lão đệ cho Long tộc rót cái gì mê hồ canh, Long tộc vậy mà không tiếc vốn liếng, cái kia lôi thần xem xét cũng là bị long tộc thuyết phục. Đến phiên ngài đại hạ bệ hạ. Một tiếng tiếng thúc giục vang lên, tự vô mệnh nhìn về phía Minh Long, trực tiếp mở miệng châm chọc nói, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hôm nay ngươi vên vang đắc ý, bức bách ta, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết, ta đều muốn tốt cho ngươi. Ta muốn là ngươi, thì sẽ không đồng ý. Minh Long mặt không thay đổi nói, đại hạ bệ hạ không muốn từ chối, bây giờ còn kém ngươi. Tự vô mệnh tức hỗn hển tiếng lên, trực tiếp ký xong về sau, lại một lần nữa mở miệng nói, hy vọng ngươi qua một thời gian cũng có thể cười ra tiếng ngu xuẩn